Hương à, Hương, Hương à, con có sao không? Bà cả nè con à. Bà biết con khổ sở và tủi nhục lung lắm, cũng là phận đàn bà với nhau, nên bà cũng xót xa thay cho con. Bà thương con lắm Hương à. Con thấy đó, trong nhà này bà đối xử với kẻ ăn người ở ra làm sao, có ai tử tế bằng bà đâu con. Bà coi tụi mày như con như cháu, rủi mà có đứa nào phạm tội á, bà tra hỏi cho ra lẽ rồi mới trách phạt, chưa bao giờ bà để cho tụi bay chịu hàm oan. Hương à, con đã mắc vô tội gì con biết không con? Đây là tội tài đình, chứ không phải như là chỉ làm bể cái chén hay là mất con gà con trâu đâu con. Làng tổng người ta biết là con có chữ quan, người ta đem con ra đình làng để xử tội, mà làng đã xử thì tội con lung lắm Hường ơi. Rồi con có chịu nổi đòn roi ra khảo không? Nỗi nhục bị bêu riếu khắp làng, con có chịu nổi không? Bà ơi, bà cứu con đi bà, con sợ lắm bà ơi. Bà biết mừng cách gì mà cứu được con chứ? Việc này đã lan ra ngoài rồi, làng tổng người ta đã tỏ, làm sao mà bà che giấu được hả con? Hường à, nói thiệt cho bà nghe đi, ai đã làm con ra nông nỗi này? Có phải là cậu Tư không? Hay là cậu Ba? Hay là... Ôi không, không, chắc chắn là không phải cậu hai rồi. Nó không can dự gì tới chuyện này phải không con? Con tin bà chứ Hương. Bây giờ con không khai thiệt với bà, lỡ ra ngoài đình, đòn roi của làng người ta đánh đau lắm con à. Con chịu không nổi, con khai bậy khai bạ là hại chết nhiều người lắm đó con. Con nói đi. Hương à, bà xin mà, con nói đi con. Bà hết lời rồi. Đó là con tự chuốc khóc cho mình ghen. Ông canh chừng cẩn thận, đừng cho ai quấy rối con Hường. Thiệt á, thấy tội vậy đó mà không chịu khai, đâu có cách nào cứu giúp nó đâu. Con ơi là con, sao mà con dại dữ vậy con? Dạ thưa bà, cá thịt của bà đây ạ. À, mày để đó đi. Ủa, sao mày chưa ra ngoài, còn đứng dụ dự đây làm chi? Muốn xin xỏ tao chuyện gì hả? À, dạ không. Con có chuyện này, không biết có nên học lại với bà không? Chuyện gì mà mặt mày mày nghiêm trọng dữ vậy? Chuyện cái thai của con Hường á bà. Tưởng chuyện gì mà sao? Có can dự tới cậu Ba á bà.
Ý cái con này, mày muốn chết hả mày? Ăn nói bá láp bá xàm à? Cậu ba là người chân chánh đàng hoàng, chứ chi lại dính líu tới con Hường hả? Bà bớt giận đi bà. Chuyện này á là bà vú bá mét lại với con. Cái gì? Bà vú hả? Dạ. Bà nói làm sao? Mày học lại tao nghe coi. Dạ. Cái hôm mà con Hường bị nhốt ở trong chòi á, bà vú có thấy cậu ba xuống dưới đó. Chuyện đó có chi mà lạ? Nó xuống đi tra vấn con Hường chứ gì. Nhưng mà cậu ba đuổi bà vú ra khỏi chòi, rồi còn đóng cửa lại, ở trỏng một mình với con Hường nữa. Sau đó bà vú nghe thấy tiếng con Hường khóc lóc, xin cậu ba là đừng có làm nó nhục. Nè, bộ bà vú mới hết muốn sống rồi hả? Dám đơm đặt chuyện tào lao như vậy. Chuyện này là có thiệt đó bà. Không may bà hỏi cậu ba lại thứ con làm sao, chứ con lo cho cậu ba quá bà ơi. Mày yên đi chứ tao. Đi ra ngoài. Tao mà nghe mày phép xếp là mày chết nghe chưa. Dạ. Đi ra. Dạ. Chuyện này là sao đây? Thằng ba con mình đâu phải là hạng người háo sắc. Nó muốn thì thiếu chi con gái nhà giàu tới tìm nó chứ. Cớ chi lại hạ thấp thân phận đi gian dí với một con đầy tớ như vậy chứ. Không, không, chắc không đâu. Nhưng mà mình cũng thấy lo lo. Nếu không có chuyện đó, tại sao bà vú dám đơm đặt như vậy chứ? Mình phải đi gặp bà để hỏi rõ mới được. Dạ thưa bà hai. Ừ, bà cứ làm việc của bà đi. Dạ. Lúc này bà Tư đỡ chưa? Dạ thưa bà, mấy hôm trước bệnh tình của bà Tư thuyên giảm rồi, nhưng lúc này đổ thầy thuốc cho nên á chưa có công hiệu lắm. Bà uống vô thấy ngủ ly bì à. Ngủ nhiều đi chứ thức làm chi. Nói nào ngay nhà này dính vô ba cái chuyện rắc rối như vậy á, là cũng do ông thầy thuốc mắc dịch đó. Ông đi học lại với làng, mà ông mang tội một á thì bà mang tới tội 10 lận đó. Bà cứ chờ đó đi, ba Lâm nó về nó hạch tội bà sao. Ừ, dạ tôi biết tội của tôi to lắm. Tại tôi cạn nghĩ, tôi chỉ muốn giúp, mà không ngờ lại hại cả nhà như vậy. Cậu ba Lâm định tội tôi như thế nào thì tôi cũng xin dâng hết. Thì việc đó cứ cho là bà không cố tình đi. Nhưng mà bà ở trong nhà này lâu như vậy, mà không lẽ bà chưa hiểu luật lệ này sao? Chuyện trong nhà trong cửa, thấy sao thì để vậy, chứ mang ra bàn tán làm chi? Có những chuyện mình thấy sờ sờ như vậy mà chưa chắc đã giống như mình nghĩ. Bà cũng trọng tuổi rồi, đừng có ăn nói hồ đồ mà hại cái thân đó nha. Bà nói gì với con đẹp bà còn nhớ không? Cậu ba nhà này không phải là người dễ bị xúc phạm tới thanh danh đâu đó. Bà muốn sống được yên thân cho qua ngày thì liệu mà giữ miệng, đừng có bà đâu nói đó mà chết lúc nào không hay á. Nè bà nhìn bà Tư đi, bà còn chưa được trọng thì nói chi tới bà. Tôi nói lần cuối, tôi coi như bà chưa nói gì với con đẹp. Nhưng nếu trong nhà này còn ai khác mà biết được chuyện này thì cái mạng của bà không còn giữ được nữa đâu. Bà biết tánh cậu ba rồi đó, bà lo bà giữ cái thân đi. Dạ. Giang ra để tao. Mày là thứ con gái à, hư thân hết đất. Trang sắc thì đem ra dụ dỗ được không? Mày muốn tự hỏi là mặn kèn hả? Đặng lên làm chủ rồi đòi ăn sung mặt sướng chứ chi. Tao hỏi mày, cái thai là của ai hả? Mày cố tình có thai để buộc người ta nhìn nhận cho mày danh phận phải không? Xíu tiện ngó gì mà mưu sâu kế hiểm luôn quá đi. Mày đến đây với tao. Mày đánh ra. Con này, mày khai thiệt cho tao hả? Ai làm mày con thai hả? Mày khai thiệt cho tao biết ai làm mày con thai hả?
Rõ đi. Do đây mày. Cho tôi miếng nước. Không ăn mày uống hoài mày. Ngon thiệt. Đã nghe. Làm ơn cho tôi miếng nước. Rót tiếp đi. Ê, nó xin nước rồi tụi bay. Mày muốn uống nước hả? Ở đó cho mày chết khát luôn đi. Mày uống nước là cái giống gì? Uống làm cái gì? Vô tụi bay. Chết luôn rồi. Cho nó khác, kệ nó đi. Tôi cầu xin mấy anh coi, cho tôi uống miếng nước. Cho nó uống đi. Mày lại nhảy hoài. Mày muốn uống nước phải không? Được, tao cho mày uống nè. Uống nước phải không? Mấy người thì giả thất nhân. Cho dù người ta có phạm tội chi dạ. Thì cũng phải được đối xử đường hoàng. Chứ sao đối xử với người ta như vậy? Dạ cậu Tư Trọng, ai dung túng cho mấy người làm những chuyện tán tận lương tâm này? Đụng lúc người ta xa cơ lỡ giận rồi đối xử với người ta như vậy sao? Tôi sẽ nói chuyện này với bác cả, để coi mấy người có thoát tội hay không. Mở cửa cho tôi. Dạ. Dạ mời cậu Tư. Rồi cút đi. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ cậu Tư. Tư nè. Cậu Tư. Tôi không về. Em lại ra nông nổi như vậy. Em có sao không? Hương à, tôi mới vừa về. Nghe má tôi kể chuyện của Hương nên tôi xuống thăm. Hương tiểu tuổi lung quá. Người ta hành hạ Hương dữ lắm phải không? Tôi cứ thấy ân hận và dây dứt trong lòng. Lẽ ra tôi không nên bỏ mặc Hương một mình ở đây, đặng cho người ta bạc đãi và khinh rẻ Hương như vậy. Cậu đừng có dằn vặt mình nữa. Em đâu có oán trách gì cậu đâu. Tôi biết Hương không giận tôi, nhưng làm sao tôi có thể tự tha thứ cho mình được. Chỉ vì một phút bồng bột mà tôi đã khiến cho Hương lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Phải chi đêm đó tôi không dắt Hương chạy trốn, phải chi tôi biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Hương à, tôi hối hận lung lắm. Số mệnh em đã như vậy rồi. Em có khổ thì cũng phải ráng mà chịu. Mà sao cậu lại về đây? Cậu không ở trên tỉnh mà học đi. Tôi không muốn học nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cậu đừng có nói như vậy. Bà ba nghe được, bà ba buồn lắm. Nhưng mà tôi thấy lo cho Hường lung lắm. Nghe má tôi nói, ngày mai phải đưa Hường ra làng cho đình tổng xét xử. Hường à, cứ chi Hường phải giấu tên người đã hại đời Hường chứ. Hường phải kể ra, kể ra thì mới mong nhẹ tội được. Việc đã tới nước này rồi, Hường đừng có dại dột mà chịu một mình. Có tôi về rồi nè, tôi sẽ không để họ ngược đãi Hường đâu. Hường à, Hường tin lời tôi, Hường nói ra cho tôi biết đi. Tôi sẽ đứng ra xin giảm nhẹ tội cho Hường. Có phải Hường bị cưỡng bức không? Nếu đúng như vậy, Hường chỉ là nạn nhân thôi, chứ đâu có phạm tội tài trợ như người ta nói đâu. Hường à, Hường nói đi, tôi muốn Hường nói thật lòng với tôi. Chú nói sao? Có chắc nó nói thủ phạm là Hai Hòa không? Dạ, tôi nghe không rõ. Nhưng mà tôi dòm cái miệng nó, nói rõ cái tên của cậu Hai. Mấy lần nó đều nhắc cái tên của cậu mà. Sao bà đánh tôi? Cái đó là con Hường nói chứ đâu phải tôi. Chú đi rình cái kiểu gì vậy? Phải lóng tai mà nghe cho rõ từng chữ chứ. Nếu nó khai tên thằng Hai Hoàng
thì trở tay sao kịp. Dạ, nó chỉ mấp máy cái môi, chứ thật sự tôi không có nghe. Lúc đó chỉ có cậu Tư là nghe rõ thôi. Ngày mai là phải dẫn nó ra đình rồi, mình phải có cách chi chứ, để nó nói tên cậu hai thì làm sao hả bà? Trời ơi là trời! Dạ. Cái thằng này nó làm khổ tôi mà. Cớ gì mà lại tằng tiều với con đầy tớ ở trong nhà, để bây giờ rơi vào cảnh nguy khốn như vậy. Ra ngoài đường, thiếu gì phụ nữ, muốn chơi bời trác tán làm cái gì thì cứ ra đường làm. Ham vui chỉ chốc lát rồi bây giờ thân bại danh liệt vậy nè. Bà, cậu hai cô bộ sắp gặp nguy hiểm phong bà. Vậy là con Hường sau này nó sẽ khai cậu ra thiệt đó. Hay là bà để tôi cho nó một nhát dao là êm chuyện à? Đừng có mần chuyện hồ đồ. Làng tổng biết thì làm sao ăn nói với mấy ổng. Mà việc tôi dặn chú đưa tiền cho mấy cái thằng canh giữ và chăm sóc con Hường, chú mần chưa? Bà an tâm, tụi này mà cho tiền càng mạnh tay á thì nó sẽ làm mạnh lung nữa. Một ngày nó đánh 5-7 lần, con Hường bây giờ thê thảm lắm. Tụi nó cứ tưởng tiền đó là tiền của bà hai cho, không ai nghi ngờ bà hết. Nhưng nói thiệt với bà nha, tôi vẫn cứ thấy lo cho cậu hai. Bà tính sao bà? Để tôi dò hỏi coi, xem nó nói cái gì với thằng Tư Trọng. Biết xong rồi thì mình sẽ tính tiếp. Chút xíu nữa chú xuống đưa thêm tiền cho tụi kia, rồi biểu nó phải mần như vậy nè. Như vậy nè. Dạ thưa bà, con đem nước nho gạo vô cho bà rửa mặt nè bà ơi. Mày vô đi. Dạ thưa bà, mấy bữa nay bà rửa mặt bằng nước nho gạo, bà có thấy công hiệu chưa bà? Da dẻ có mịn màng không bà? Nè, mày có nghe ngóng tin tức gì được bên đó không? Dạ, con nghe được một tin rất là hệ trọng. Cậu Tư xuống thăm con Hường, nó đã nói cho cậu Tư biết kẻ hại đời nó là ai rồi đó. Nó khai làm sao? Cái đó thì con không có tỏ. Nhưng mà con thấy suốt cả buổi chiều nay ông quản gia ở trong phòng bà cả suốt luôn. Chắc là bài mưu tính kế chứ làm chi. Bà hai à, nếu bà không lên tiếng á, con e là họ sẽ mần chuyện bất lợi cho bà đó. Mấy bữa nay á, con Hường bị đánh đập tra khảo suốt à. Nếu mà nó không chịu nổi á, nó ra đình khai bậy khai bạ theo ý của họ là sẽ bị tổn hại tới danh tiếng của cậu ba đó bà. Tao đang chờ thằng Ba Lâm về đây để hỏi ý nó coi làm sao. Nhưng mà nó đang giao dịch làm ăn ở xa, không biết chừng nào nó về kịp nữa. Ngày mai là đưa con Hường ra đình rồi đó bà. Tao biết rồi. Bây giờ con phải mần chuyện gì nữa hả bà? Nè, mày xuống chọi canh chừng cho tới sáng. Dạ. Một chút nữa cơm nước xong, tao sẽ qua phòng bà ba dò hỏi coi thằng Trọng nó có tiết lộ manh mối gì không. Dạ. Đặng còn biết mà định liệu. Dạ.
thiệt, mấy chuyện này mà không có thằng Ba Lâm ở nhà, tao không biết phải tính làm sao hết á. Dạ, thôi vậy để con đi liền. Thưa bà con đi. Ừ. Ba Lâm à, mau về đây đi con. Nếu như đêm nay mà không về tới nhà thì sáng mai mọi chuyện đã muộn rồi con ơi. Em Ba ngủ chưa đó? Dạ, mời chị Hai vô chơi. Đêm nay nóng nực quá nên khó ngủ. Tính qua phòng em tâm sự một chút cho nó đỡ buồn phiền. Chị Hai uống nước. Sao vậy chị? Chị lo chuyện mời đem con Hường ra đình xử tội phải không chị? Nếu con Hường nó khai đúng sự thật á, thì chị chẳng lo chi hết. Đằng này sợ mấy kẻ ném đá giấu tay, xúi dục nó khai gian, thì người ngay phải bị hàm quan rồi. À, thằng Trọng đâu rồi em? Dạ, nó mới ở đây mà chị. Chắc nó đi dạo ngoài sân đó chị. Nghe nói hồi chiều nó có xuống thăm con Hường. Nó có kể chuyện cho em nghe không? Ủa, nó có xuống đó hả chị? Em thấy nó im lìm chứ có nói gì đâu. Vậy mà chị tưởng thằng Tư Trọng nó kể hết cho em nghe rồi chứ. Có việc chi sao chị? Nghe nói con Hường nó đã kể cho thằng Trọng tên cái người đã làm cho nó mang thai đó. Dạ không, thằng Trọng nó không hề nói chuyện đó với em. Chắc nó cũng chưa biết đâu chị à. Kỳ dữ không? Hồi nào tới giờ nó rất nghe lời thằng Tư Trọng. Không lẽ nó lại giấu luôn thằng Tư Trọng sao? Em Ba, em còn thức không? Dạ, mời chị cả vô. Ủa? Em Hai đó hả? Em cũng qua đây chơi sao? Đi ngang á, thấy phòng em Ba còn sáng đèn nên vô nói chuyện phiếm với em Ba đó mà. Dạ em mời chị cả. À cảm ơn em. À, qua nói chuyện phiếm hay là qua dò la tin tức vậy cả? Chị cả khéo nói chơi quá ha. Ta nói ở đời đừng có suy bụng ta ra bụng người. Vậy chứ chị cả qua đây gặp em Ba có chuyện gì? Thì cũng như em thôi, nóng nực không có ngủ được, cho nên kiếm người nói chuyện chơi vậy mà. Chị cả, chị Hai, hai chị tới một lúc như vậy thiệt tình là em vui lắm. Mong hai chị nể tình em mà ngồi lại đặng chị em trò chuyện. Chớ đừng có gì mấy cái chuyện không đâu mà làm mất lòng nhau. Người ta lo lắng tới mất ăn mất ngủ, còn lòng dạ nào mà chuyện phím nè em Ba. Ai có lo lắng thì người đó tự biết à. Chứ còn chị hả? Chuyện gì mà phải suy nghĩ cho mệt trí. Em coi đó, ở đời mà có ai đối xử với người ăn kẻ ở trong nhà nhân từ độ lượng như chị không? Nói nạo ngay, ở hiền thì gặp lành thôi em à. Dạ em biết. Bà Hai, bà cả ơi, có chuyện gì vậy? Ủa, mấy bà ở đây hết rồi. Con chào bà cả, con chào bà Hai, con chào bà Ba. Có chuyện gì vậy? Cậu Ba Long về rồi bà ơi. Ồ, thằng Ba về hả? Dạ. Mô Phật. Dạ chào con bà. Về đúng lúc thiệt đó Ba Lâm à. Ở nhà có chuyện lùm xùm, má cứ trông ngóng con về đặng thu xếp cho êm xuôi. Con vừa về tới đầu làng thì đã bị ông Hương Tề chặn lại, kể hết đầu đuôi cho con nghe rồi. Bây giờ con Hường đang bị giam ở dưới nhà hả má? Bị nhốt dưới chòi đó con. Nó có khả gì không? Không, con đó nó gan to lắm. Tới giờ này mà nó không chịu khai tên ai ra hết. Vậy cho nên má mới sợ có người dựng chuyện đánh đập tra khảo nó, bắt nó phải làm theo ý họ. Lúc đó biết tính sao chứ.
Mà cũng may là con về kịp đó. Ba Lâm, trời ơi con ơi, con về thì mà thấy an tâm lắm. Bữa giờ chỉ vì cái chuyện này mà gia đình mình xào xáo, nghi kỵ lẫn nhau. Có người còn nghi ngờ anh hai con là thủ phạm nữa chứ. Con về nhà nãy giờ, tại sao lại không thấy anh hai? Chắc là nó đi chơi đâu ở ngoài rồi. Con, nói nạo ngay, anh con tuy có tật ham chơi, nhưng chuyện con Hường, má nghĩ không có can dự gì tới nó hết á. Ba Lâm mà, con có cách nào, đừng có để con Hường nó ra. Nó ra trước làng được không con? Má lo là nó bị tra khảo, nó sẽ khai bậy, nó làm mất thể diện của gia đình mình đó con à. Chị cả à, bữa giờ chị lo chắc cũng cực khổ lung lắm rồi. Bữa nay thằng Ba Lâm nó về tới, chị cứ để nó xử lý mọi việc. Chị đỡ phải khổ tâm cực trí tính kế này bài mưu nọ nữa phải không chị? Con à, má muốn con gặp con Hường tra vấn trước khi nó bị đưa ra đình cho làng xử trí. Dạ, má cả cứ để con lo việc này. Anh ba, anh cho gọi em hả anh ba? Anh vừa về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi mà đã có chuyện phải cậy tới anh rồi. Trọng, em có nói chuyện với Hường rồi đúng không? Cổ có nói ra là tên người nào làm cổ mang bầu chưa? Dạ có, em có hỏi nhưng mà Hường nhất định không chịu nói. Ngay cả với em mà cổ cũng đi giấu tên người đó sao? Em nói thiệt mà anh ba, nếu mà cổ nói với em á thì nhất định em sẽ nói lại cho anh ba biết. Vậy em có nghi ngờ ai làm chuyện đó không? Dạ, em cũng không dám nghi ngờ ai hết. Em ở riết trên tỉnh, đến khi hay tin á thì em mới quay về. Em cũng thấy bất ngờ lắm. Trọng. Dạ. Em có nghĩ là em cũng đang bị tình nghi hay không? Dạ. Tại vì thời gian qua em với Hường đối xử với nhau rất là tốt, coi bộ cũng thân thiết lắm. Với lại em cũng đã dắt cổ bỏ trốn như đêm khuya. Dạ thưa anh ba, anh không biết tánh em hay sao mà anh hỏi em như vậy. Tại vì do em cũng hay mũi lòng trước những hoàn cảnh éo le, đôi khi em hay ra tay giúp đỡ người khác vậy thôi. Chứ cái chuyện động trời như vậy em không dám làm đâu anh ba. Thật ra anh cũng chỉ nghe thiên hạ họ dị nghị thôi, chứ anh có khẳng định đó là em đâu. Cớ chi em lại hốt hoảng như vậy? Anh ba à, việc này á bị người ta đồn đãi tùm lum hết. Thiệt ra người mà họ nghi nhất là anh hai đó anh. Anh hai cũng mấy lần tính giở trò tằng tiệu với Hường đó. Mà em nói cái này anh đừng có giận, người ta cũng nghi ngờ cả anh luôn đó. Anh mà cũng bị tình nghi sao? Dạ, họ nói thấy anh vô chọi của Hường hôm đó, rồi nghe tiếng của Hường. À, anh nhớ rồi, thì ra là như vậy. Anh ba, tới bây giờ mà Hường vẫn kiên quyết không chịu khai ai ra hết, nên mọi người cứ nghi kỵ và nghi ngờ lẫn nhau. Em lo ngày mai ra đình cổ sẽ bị làng dụng nhục hình tra khảo, rồi bấn loạn tâm trí. Lỡ khi lúc đó Hường khai khống ra một tên ai đó, rồi lỡ rơi vào ba anh em mình, thì tai hại cho danh tiếng gia đình mình lắm. Anh à, em có ý này anh coi được không? Em có cao kiến chi hả? Trong lúc em nói chuyện với Hường, vô tình cổ nhắc tên một người, mà người này đã từng cưu mang cổ trong thời gian vừa qua. Em thấy họ cũng thân thiết với nhau lắm. Em nói tới ai đó? Dạ, là Điền, con của tá Điền Bụng đó anh. Chính nó đã giấu cổ và đi lại thăm nom cổ trong suốt thời gian cổ trốn ở miếu. Hả? Thằng Điền? Dạ. Con Hường có nói mí cho em biết hay sao? Dạ không, Hường chỉ lấp la lấp lửng. Nhưng mà theo em thì thằng Điền là người khả nghi nhất đó anh ba. Vậy là anh biết mình phải dùng kế chi rồi. Dẫu sao thì cũng phải có người đứng ra chịu tội, còn hơn là trong ba anh em mình bị bêu rếu, lúc đó thì mang nhục. Anh ba, anh tính làm gì? Em xin anh đừng làm tổn hại tới Hường. Cô đã khổ sở lung lắm rồi anh à.
Em thiệt chẳng có chút chí khí đàn ông chi hết. Dạ. Vậy thì làm sao mà làm được chuyện lớn hả, Tứ Động? Anh ba, hay là để em xuống năn nỉ, dỗ ngọt cổ một lần nữa coi sao nha. Bây giờ đi năn nỉ cũng trễ rồi. Tại vì sáng mai mình phải có câu trả lời cho mọi người rồi. Liệu có làm cho cổ siêu lòng được hay là không? Hay là chỉ thất công vô ích? Dạ, em muốn thử một lần cuối cùng anh à. Nếu em thất bại thì mọi việc sẽ tùy anh xử trí. Em sẽ không dám can dự vô nữa đâu. Anh bằng lòng với em nghe anh ba. Thôi được rồi, anh cũng để cho em tội nguyện đó. Nhưng mà phải nhớ, anh không đủ kiên nhẫn để chờ tới sáng đâu đó. Cậu Tư à, em xin cậu, em không mừng chuyện bất nghĩa như vậy được. Vô duyên vô cớ, sao em lại có thể vu oan giá họa cho người đã cưu mang để giúp đỡ em được? Em làm như vậy có khác gì là ham sống sợ chết? Mặt mũi nào mà em dám nhìn anh Điền nữa? Nhưng mà nếu mà Hường không khai ra thì Hường sẽ chết. Hường à, cớ chi Hường phải che giấu cho kẻ đó chứ? Hường à, Hường chỉ cần nói tên kẻ đó thôi, Hường sẽ được nhẹ tội mà. Bây giờ Hường cứ im lìm như vậy, không phải là thiệt thòi cho Hường sao? Em nói chuyện này không can dự chi tới anh Điền. Cớ chi cậu lại ép buộc em phải làm hại ảnh chứ? Anh Điền không phải là hạng người đê tiện, cậu tha cho anh ấy đi. Hường à, nhưng Hường phải nghĩ cho Hường chứ. Tôi nói rồi, bây giờ chỉ cần Hường chịu khai ra thằng Điền á, thì anh ba tôi sẽ có cách lo cho Hường thoát tội. Tôi đã nói cạn lời với Hường rồi, Hường nghe lời tôi đi. Em không mừng như vậy được đâu. Cho dù có chết em cũng không làm như vậy được. Nếu Hường không nghe lời tôi á, thì tôi chắc chắn rằng Hường sẽ bị tra khảo đánh đập cho tới chết đó. Hường nè, Hường không nhận ra tấm lòng của tôi đối với Hường hay sao? Ai mượn mày lo cho để tao? Để con đỡ cho cậu hai. Cậu hai sai rồi. Tránh ra, tao không cần ai lo cho tao hết. Dạ con chào cậu ba. Anh hai, anh lạnh cả trong nhà. Vậy mà trong nhà xảy ra chuyện tài trời như vậy, anh không hề quan tâm tới, mà cứ ung dung đi chơi là sao vậy anh hai? Ý em hỏi là chuyện con Hường đó hả? Tôi hỏi thiệt, anh không lo lắng gì sao? Rồi sáng mai trước mặt mọi người, con Hường nó khai ra tin anh thì sao? Em á nghe, thiệt là khéo nói chơi quá à. Chuyện của con Hường anh không có dính líu gì tới cái thai của nó hết á. Anh tin chắc như vậy à? Anh nghĩ là con Hường nó sẽ không khai tin anh ra sao? Chứ sao nữa? Còn như mà nó khai bậy á, là có người ép buộc nó đó là. Ý anh nói là anh không hề làm chuyện đó à? Không hề. Anh thề với em đó bà Lâm. Chứ chẳng phải có lần người ta bắt quả tang anh đang sàm sỡ con Hường sao? Thôi đi bà Lâm ơi, mình là đàn ông mà, thấy gái đẹp thì ghẹo chơi một chút, chứ có hại chi người ta đâu. Mà cái chuyện con Hường á, nó mang thai, anh không có càng dự gì tới ngàn. Anh có chứng cớ sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy anh không có sai. Nhưng mà anh nghĩ, biết đâu chuyện đó nó còn la to chuyện hơn. Tôi chưa hiểu ý anh nói. Bà Lâm, người ta nghi ngờ anh, nhưng mà anh nhìn cái bản mặt của em có vẻ là căng thẳng hơn anh. Nhưng mà chuyện đời mà,
khó có bao giờ có thể nói trước được. Người ít tình nghi nhất nhiều khi lại là người có tội à nghe. Nhưng mà anh nói em nghe nè, nếu như em muốn tìm người đứng ra nhận tội, anh khuyên em nên tìm một người khác đi, chứ đừng có chạy dột mà đổ qua cho anh. Coi chừng mất mặt cả đám đó. Mệt rồi, đi ngủ đi. Cẩn thận cô hai. Buông ra, tao không có sai. Cô hai sai rồi. Mày buông ra coi. Cẩn thận cô hai. Bây giờ Hường muốn sống sót chỉ còn có cách đó thôi. Cho dù có chết em cũng không đổ oan cho anh Điền được. Thư Trọng. Anh ba. Em đi ra ngoài. Cô sắp ưng rồi anh. Anh cho em năn nỉ thêm một chút nữa nha. Anh kêu em đi ra ngoài. Cậu ba, cậu tha cho tôi nghe cậu. Cô nghe cho rõ đi, hoặc là sáng mai cô ra đó nói cho mọi người biết chính thằng Điền đã làm nhục cô, hoặc là đêm nay trong nhà này sẽ có một vụ hỏa hoạn và một đứa con gái bị thiêu chết. Cô chọn đi. Tôi không có nhiều thời gian để cô suy nghĩ đâu. Cậu ba, cứ coi như là tôi cũng đã nhân từ cho cô thêm cơ hội để sống sót rồi. Tùy vô cô lựa chọn. Cậu ba, tôi xin cậu mà cậu, cậu đừng có ép tôi. Tôi không có nói như vậy được đâu. Tôi xin cậu. Cậu ba, tôi lại cậu đó cậu ba. Cậu đừng có bắt ép tôi nói như vậy. Quăng cây rút vô chọi đi. Anh ba, đừng như vậy mà anh. Anh ba, anh muốn thiêu chết người hay sao? Em xin anh đó, để em năn nỉ cổ lần nữa đi anh. Hường ơi, tôi nghe lệnh ba đi Hường. Anh ba tôi nói là làm đó Hường ơi, đừng có nhập dần anh mà. Hường, Hường có nghe không Hường? Được trốn, anh biểu đốt thì đốt. Anh ba, đừng có nhiều lời thôi. Anh ba, anh ba ơi, anh ba ơi, em xin anh, em không thể nhẫn tâm như vậy được đâu anh ba. Anh ba, đừng anh ba, đừng mà anh ba, em xin anh đó, anh ba. Hường ơi, Hường, tôi nghe được, Hường, cô nói đi mà Hường. Ba, ba ơi, cậu ba, Hường nghe Hường, nói đi mà. Trời ơi, trời ơi, có gì vậy? Anh ba, Hường ơi, dạ đi Hường ơi, Hường. Hường ơi, chạy đi bà Hường. Hường ơi, cậu ba, cậu ba, đừng nói, đừng nói. Là anh đi, anh đi, tôi bắt rồi. Là anh đi đó. Cậu ba ơi, sao thì ra đi cậu ba ơi. Là anh cậu. Bà, bà. Là anh đi. Cậu lên đi bà ba. Là anh đi. Anh ba, em đi xuống rồi nha anh ba. Lại cậu ba. Đúng rồi. Đánh lại đi. Không có gì nữa. Đánh lại đi bà. Đúng rồi. Đưa trộn. Em nói với gia nhân, để ăn sáng ngày mai dẫn cô ra đình đúng như đã hẹn. Dạ, dạ, em cảm ơn anh ba. Không sao đâu Hường. Tôi
Buông tôi ra. Nè, có chuyện gì mà mấy ông bắt tôi? Tôi có làm chuyện chi quấy đâu. Ủa Hương, cớ chi mà cô bị bắt rồi tra xét như một tội nhân vậy? Điền, mày nghe làng hỏi đây. Dạ. Con Hương là tôi tới trong nhà hội đồng Bùi bị chữa quan. Nó khai nhận mày đã dụng lúc nó trốn tránh trong miếu tới lui thăm hỏi rồi cưỡng bức nó. Có đúng vậy không? À, nè nè nè, mấy ông nói gì kỳ lạ vậy? Tôi không bao giờ bằng việc đê tiện đó. Vậy có phải mày dẫn nó tới miếu rồi giấu nó trong đó không? Rồi hàng ngày lén lút tới thăm nom nó, có đúng như vậy không? Dạ, dạ thưa quan, chẳng qua là con thấy cổ bị người ta rượt đuổi rồi hiếp đáp, nên con mới thấy cổ tội nghiệp quá, kêu cổ trốn trong miếu đi. Mà ở trong miếu thì đâu có chi ăn đâu, thiếu thốn đủ thứ hết. Cho nên đêm đêm con có đem đồ ăn cho cổ. Nè, mày nói đêm đêm mày tới đó phải không? Dạ. Vậy là rõ ràng quá rồi. Nhưng mà tôi không có cưỡng bức cổ. Tôi thiệt lòng là muốn giúp đỡ cổ mà. Tôi không bao giờ bằng chuyện xấu xa đó. Cô Hường, cô nói sự thật cho mọi người biết đi. Nói đi cô. Cô Hường. Thì chính cô Hường đã khai ra mày chứ ai. Hả? Dạ bẩm quan, cô Hường không thể nào đổ oan cho tôi được. Chắc là mấy người ép cổ thôi. Hường, trước mặt làng hãy nhắc lại lời mày nói khi nãy cho thằng Điền nó nghe đi. Có phải chính thằng Điền đã cưỡng bức mày không? Cô Hương, cô nhìn thẳng vô mặt tôi nè. Cô nói đi. Cô bị người ta thúc ép rồi khai ra tôi đúng không? Nhưng đó đâu phải là sự thật đâu. Tôi không bao giờ làm chuyện gì khiến cô uất ức hết. Có thằng khóm làm chứng cho tôi mà. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Không lẽ cô có thù chi với tôi cho nên cô mượn việc này để báo thù tôi hả? Điền, mày im đi. Hãy để cho nó nói. Cái chối tội của mình hoài. Giải tội cho nó nghe được không? Thanh đồng. Cái thai trong bụng tôi là của anh Điền. Hả? Cô đừng có gạt mọi người nữa. Cô nói sự thật đi. Im lặng cho nó nói. Khi tôi trốn trong miếng, anh tới lui rồi thời dịp đó cưỡng bức tôi. Cô Hương, không phải như vậy đâu. Cái gì chứ? Cô nói sằng luôn vậy cô Hương. Quan, quan ức cho tôi lắm. Quan thì con lắm Quan ơi. Con không có bằng việc đó. Cô Hương, con nói vậy mà nghe được cái sao? Cái gì? Cô đổ tội cho tôi chứ? Tụi bay, hãy bắt nó lại, nhét dễ vô miệng nó. Không, rồi dẫn đi. Xin thưa chị làng, mọi việc coi như đã được sáng tỏ. Con Hương đây tới gia đình tôi vì dại dột mà bỏ trốn theo kẻ khác, rốt cuộc đã bị kẻ đó cưỡng bức tới mang thai. Nhưng mà xét cho cùng thì tội lỗi này là do người đời ông đó phải gánh chịu hết. Vì con Hương là do bị làm nhục chứ không phải là có gian tình. Tôi xin cảm ơn dân làng đã tra hỏi cho ra thủ phạm, đặng hắn phải chịu trừng phạt vì tội lỗi mà hắn đã gây ra. Còn vì con Hương, nó đang bụng mang dạ chữa, tôi sẽ cho người đưa nó về nhà nuôi dưỡng cho tới ngày sanh nở mẹ trọn con vui. Cậu ba, cậu ba đối đãi với đầy tớ thiệt là độ lượng. Vậy con thằng này cậu muốn xử như thế nào? Tôi nghĩ nên đánh nó 100 cây rồi đuổi ra khỏi làng, để tránh sau này nó làm chuyện sằng bậy với đàn bà trong làng. Tụi bay chạy nó đi. Thank you.
Dạ ông quản gia. Dạ. Ông quản gia ơi, cho tôi hỏi nhờ chút xíu. Cậu ba kêu tôi mang trà ra đây, rồi nói ông ngồi chờ cậu. Cậu ba đang bận việc gì trong đó vậy chú? Cậu đang tiếp mấy quan viên của làng. Chú có biết chừng nào xong không vậy chú? Việc của cậu xong hỏi tôi. Tôi đâu có biết. Chắc tới trời mới xong á. Giờ cũng trưa rồi còn gì nữa. Còn bàn chuyện thế sự. Xong rồi còn ăn uống nữa chứ. Ăn uống thì chắc chắc nhanh hả chú? Cũng có khi cậu ba còn đưa mấy ông đi coi hát. Vậy vậy tới khi nào cậu mới xong vậy hả chú? Chắc tới khuya rồi đó. Nãy giờ chú đang nói chơi với tôi hả chú? Tôi đâu có rảnh mà giỡn với ông. Ông coi á, chờ được thì chờ, không chờ được thì ngày mai tới. Nhưng cậu ba kêu tôi tới đây để gặp cậu mà. Ông với mấy vị quan viên ai quan trọng hơn? Thôi, cậu đã gọi ông tới á, dạ. Gọi đi chờ đi. Dạ. Chú. Cậu ba kêu tôi pha cho ông bình trà mới đó. Dạ. Tôi không uống nổi nữa đâu. Cậu ba tiếp khách xong chưa vậy hả chú? Ông đừng có nôn nóng. Có khi ông uống hết bình trà này cậu ba ra đó. Chàng ơi, tâm trí đâu mà tôi uống trà nữa chứ. Trà này là trà thượng hạng, người ta mới biếu tôi. Cậu ba, chú uống rồi thấy sao? Dạ cậu ba. Để xuống đi. Tôi thấy trà này có mùi thơm dễ chịu, uống vô thì có vị hơi chát. Nhưng bình trà này pha hơi nhạt rồi. Ông quản gia, ông nói nhà bếp lần sau pha đậm hơn mới ngon. Dạ. Thôi được rồi, ông đi làm việc đi. Dạ. Chú ngồi đi. Dạ. Chú uống thêm một ly đi chứ bụng. Dạ. Cậu ơi, ruột gan của tôi nó nóng như lửa đốt, lòng dạ nào mà uống trà nữa cậu. Thằng Điền nó oan ức lắm cậu ơi. Cậu thương tình giùm tôi. Không lẽ ông nói tôi vu oan giá họa cho nó hay sao? Dạ tôi đâu có dám vô lễ với cậu. Tôi chỉ mong cậu xét lại mà cậu thương cha con tôi đi cậu ba. Cậu rút lời lại, cho thằng Điền nó ở lại đây làm trâu làm ngựa cho cậu đi cậu ba. Chú bụng, chú biết tánh tôi mà. Một lời tôi đã nói ra là như đinh đóng cột. Nhưng mà tôi cũng không đến nỗi nào cạn tình cạn nghĩa với chú đâu. Đây là số tiền không nhỏ chú đưa cho thằng Điền, rồi nói nó đi nơi khác mà mừng ăn sinh sống. Cậu ba, cậu biểu nó đi nơi khác sống thì không có chi là khó. Nhưng mà nó ra đi với tiếng xấu để đời như vậy là nhục lắm cậu ba ơi. Cả đời này làm sao nó ngẩng đầu lên nổi đây cậu ba. Cậu ba, cậu rộng lượng cho nó con đường sống đi cậu. Chú đừng có lo, rồi mọi người sẽ quên đi chuyện này. Con chú nó chỉ đi xa một thời gian thôi. Khi nào thuận tiện tôi sẽ kêu nó về, rồi sắp xếp cho nó công chuyện mừng ăn. Cậu ba, tôi có một mình thằng Điền là con. Sớm tối hữu hỷ có nhau, nay nó đi biệt xứ. Nó dạy một câu, lỡ mà tôi có chết cũng chưa chắc gặp mặt của nó nữa. Rồi chuyện hậu sự của tôi ai mà lo hả cậu ba? Chú bụng, thằng Điền con chú nhiều lần mang tay mang tiếng, nhưng mà lần nào tôi cũng nể tình chú mà ra tay giúp đỡ nó. Như vậy là cha con chú được phước lớn mạng lớn luôn rồi đa. Chú nhìn quanh đây coi, có tá Điền nào mà tôi trọng dụng cho chú không? Chú biểu nó cứ an tâm mà lên đường. Câu chuyện hậu sự của chú sau này tôi hứa tôi sẽ lo. Chú cứ theo ý tôi mà làm đi. Cậu ba,
Cậu ba, cậu ba, cậu ba, cậu ba, cậu ba. Điền ơi, cha, Điền, con. Điền à, con coi đi xa nơi này một chút nghe con. Ráng lo mà ăn tử tế, đừng có làm chuyện thầy lai nữa nghe con. Kẻo rồi bị bắt bớ, rồi bị đánh đập nữa con à. Nè nè nè, cha có mang cho con mấy thứ cần dùng, với lại chút ít bạc nữa nè con. Ráng giữ mà xài nghe con. Cha mừng chi có tiền mà đưa cho con vậy? Tiền của ai vậy cha? Tiền của cậu ba cho mày đó. Cậu nói trời mày ơi, lấy bạc này để mày xoay sở. Cớ chi cha lại cầm tiền của nó? Đây nè. Chính nó, với lại tụi anh em của nó ép Hường Khai là con đó, đặng tụi nó thoát tội chứ chi. Cái chuyện đó ai cũng tỏ mà cha. Cái thằng mắc dịch cậu ba mà mày kêu bằng nó hả mày? Cậu chỉ cần nhảy mũi một cái là mày chết à con. Mà thôi đi con ơi, con đừng có ấm ức nữa mần chi. Người ta quyền cao chức trọng, người ta muốn nói gì không được hả con? Chà, nhưng mà như vậy là oan cho con lắm. Thiệt vô lý mà. Cái thai đó làm sao của con được? Chà biết mà. Nhưng mà ngay từ đầu con đừng có dướng vô con Hường thì phải đỡ khổ hơn không hả con? Sao con dại quá vậy? Nè, con không đi đâu hết. Mày muốn tao tức chết phải không Điền? Coi như mày ra đi vì tao được không? Mày còn ở đây ngày nào á, tao còn thấp thỏm lo sợ đó. Tao sống không được bao lâu nữa đâu. Mày để cho tao sống thanh thản mấy ngày cuối đời nữa đi Điền. Gia đình hội đồng Bùi đó là đồ ác nhân thất đức. Con thề là sẽ trả thù tụi nó. Con không dễ dàng ra đi như vậy đâu. Con phải tới gặp Hường đặng hỏi cho ra lẽ. Chắc chắn á là con bị ép buộc cho nên mới nói vậy thôi. Trời ơi là trời. Trời ơi, tao lại mày Điền. Mày làm ơn làm phước đừng có nhắc tới cái con đó nữa được không? Nó chỉ đem cái chuyện xui rủi cho người ta thôi. Như cậu Út đó, cậu cũng vì đó mà chết đó. Mày không thấy sao? Chết, có người tới rồi. Cha phải đi đây. Khuya nay con phải đi khỏi làng nghe chưa? Đừng có dụ dự nữa. Nhưng mà đi đi, càng xa càng tốt nghe con. Nhưng mà nè, nè, cha. Cha. Đi. Thôi, tôi đi đây. Mày ở lại mạnh giỏi nha. Ở lại cái giống chi chứ. Tao nghĩ kỹ rồi. Tao đi với mày. Mày nhìn nè, tao chỉ có một bộ đồ xách theo thôi. Mày không chê tao đi theo làm dướng chân dướng cẳng của mày chứ? Không phải. Tao đã làm liên lụy đến mày rồi. Mày không sợ đó? Không sợ. Tao vẫn còn đi được mừ. Đuổi tao có què luôn hai chân á, mày cõng tao ngang. Cái thằng mắc dịch nó xàm không hả? Thôi, khi nào tới đó rồi hay. Còn bây giờ á, mày mà không đi nhanh theo kịp tao á, tao bỏ lại đáng chịu đó. Ê, để tao. Để tao mày. Má tới khi nào vậy? Tự nhiên con thấy mệt quá, con ngủ qua lúc nào không hay. Con à, đã đến lúc con phải lấy vợ để có người chăm sóc con nữa chứ. Việc này chẳng phải là má đã lo cho con rồi sao? Má lo xong xuôi hết rồi. Tuần sau má sẽ lên nhà người ta để đưa lễ dạm hỏi. Hôm đó con nhớ sắp xếp công việc để đi với má nghe không? Má sai sắp nhỏ may quần áo mới cho con luôn rồi đó. Má chu đáo quá.
Con thấy má còn nôn nóng hơn con nữa đó Đa. Ba Lâm à, má mong ngày này lâu lắm rồi con à. Được thấy con thành gia lập thất là má vui mừng nhất đó con. Nhưng má nói tuần sau là ngày nào vậy má? Ngày mùng 6 âm lịch đó con. Nếu con nhớ không lầm là ngày 4 âm lịch, con đã lên tàu ra Trung Kỳ rồi. Con đi để coi máy móc ở ngoài đó. Tới mùng 10 con mới về lại. Thôi chết rồi. Vậy là tính sao đây? Trời, chỉ là dạm hỏi thôi. Cô má đại diện coi mắt con dâu là được rồi. Thì má cũng đã coi mắt rồi. Ý má là hôm đó phải có con. Cho hai đứa gặp nhau coi có hợp tính hợp nết không? Mọi việc con trông cậy vô má hết. Má bằng lòng, con sẽ không từ chối đâu. Thôi đành vậy chứ biết sao. Để má tìm cách nói với họ, chắc họ không phiền trách mình đâu. Dạ, vậy má lo giùm con nha má. Ừ, thôi con qua giường ngủ đi. Để má qua má rủ má cả má ba đi với má. Dạ. Em ba ơi, em ngủ chưa vậy? Dạ chưa. Dạ. Má Hai. Chị Hai. Sao? Ủa, có con Trọng đây nữa hả? Dạ. Hai má con đang hàn huyên đó hả? Dạ, chị Hai tìm em có chuyện chi không? Chị tới nhắc em đó, tuần sau mình đi hỏi vợ cho ba Lâm đó nha. Dạ, chị nói với chị cả chưa? Nói rồi. Nhưng mà hôm đó chị cả bận không có đi được. Không biết bận thiệt hay là kiếm cớ thoái thác đó chứ. Mà thôi, không cần đâu. Chị với em là đủ đại diện cho đàn trai rồi. Vậy còn em Tư chị? Ôi, nó bệnh hoạn hoài đi làm gì. Chỉ thêm mất công thôi. À, mà ngày đó thằng Ba Lâm nó ra Trung Kỳ nên không về kịp. Vậy mình phải chờ Ba Lâm về chứ chị? Hay là giờ ngày được không chị? Thôi, bữa kệ nó. Nó lúc nào cũng lo cho công việc. Nó hết lo cho việc này á, lại lo tới việc khác. Biết khi nào mà nó rảnh được chứ. Với lại chị đã coi được ngày lành tháng tốt rồi. Giờ không có nên. Ừ. À, mà có thằng Tư đây nè. Cho nó đi thay mặt thằng ba cũng được vậy. À, chị Hai khéo nói chơi quá. Ờ, chị vui miệng nên nói chơi vậy thôi mà. Nè, con đừng có để dạ. bụng lời nói chơi của má Hai nha. Dạ, con không dám mà. Thôi, chị về phòng đây. Hai dạ. má con ngủ sớm nha. Chị Hai về. Dạ thưa má Hai. Ừ. Tư Trọng à, con thấy rồi đó. Người ta sắp về làm dâu nhà này. Con đã dứt khoát hẳn chưa? Nếu còn dây dưa, anh ba con biết được là phiền lắm đó. Má à, con đã cự tuyệt. Thậm chí con đã làm cho người ta ghét con, thù con. Coi con như người tham vàng bỏ nghĩa. Con làm vậy được chưa má? Cớ chi con lại nổi nóng với má? Má chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Thôi con xin phép, con về phòng. Má cũng ngủ sớm đi. Thank you.
Cái gì? Cái đồ chơi đó là của cậu ba. Hồi nãy cậu đi lập đập cho nó làm rớt đó. Cái này tôi lượm dưới đất mà. Thôi bây giờ đưa đây cho tôi, để tôi trả cho cậu ba. Cậu đừng có chơi nữa mà. Thôi tôi không đưa đâu. Tôi nói là cậu phải đưa. Đó. Cậu làm gãy rồi đó. Tôi Tư Trọng, sao cái dám tự ý lấy đồ chơi của anh ba con, rồi còn làm hư nữa chứ? Con thiệt là... Dạ con đâu có lấy đâu. Con thấy nó nằm ở giữa đường nè, con cầm lên chơi thử. Ai về đâu nó bị hư nè. Dạ thưa bà, cậu tôi nói đúng đó. Cậu không biết cái này của cậu ba. Tôi mới kêu cậu trả lại cho cậu ba đó. Lần sau vật gì của anh ba con nhớ là không được đụng tới nghe chưa. Con mà làm cho anh ba con buồn á là con không được yên thân đâu đó. Anh ba con giận rồi thấy chưa? Để má đi năn nỉ. Ba Lam. Thưa với các má, chuyện tai tiếng vừa qua coi như là đã được giải quyết êm xuôi rồi. Từ rài thiên hạ sẽ hết nghi kỵ về gia đình của mình. Đối với con Hương, trước mặt làng xã, con đã hứa đưa nó về nhà và nuôi nấng cho nó tới khi nó sanh nở. Cho nên bây giờ con không thể nào thất hứa được. Con đã cho người đóng một cái củi để ở tận mé sau vườn và cho nó tới đó để ở. Cơm nước ngày hai bữa sẽ có người đưa tới. Ngoài ra, nó sẽ không được tiếp xúc với bất kỳ ai. Con đã ra lệnh cho đầy tớ trong nhà, hễ ai mày lai giảng tới đó chọc ghẹo hay là giở trò tằng tiểu với nó, con sẽ không tha cho người đó đâu. Chuyện này con chỉ nói một lần và không bao giờ nhắc lại nữa. Má nói không phải khen con chứ, mai mà có con đứng ra dàn xếp nên mọi chuyện đâu vô đó, gia đình mình mới tai qua nạn khỏi được như vậy. Ta nói rủi con Hường nó không chịu nổi đòn roi, nó khai tầm bậy tầm bạ thì hổ thẹn lung lắm. Bà Lâm à, con tính toán mọi việc như vậy là đúng lý lắm. Mình cu mang con Hường như vậy sẽ được tiếng là đối đãi với đầy tớ có tình có nghĩa. Hơn nữa con sắp tổ chức hôn lễ rồi, phải để trong nhà trong cửa yên ổn thì mới vui vẻ được. Má ba con nói phải đó. Việc qua rồi con đừng để tâm nữa, phải lo ăn uống tẩm bổ cho lại sức. Đang còn tính chuyện hôn sự nữa, còn một tháng nữa chứ mấy. Đó mới là hạnh phúc cả đời của con đó nghe không? Con đã lập gia đình rồi á, thì phải nhín chút thời gian để lo lắng cho vợ. Nghe con, đừng có say sưa công việc quá mà không tốt với người ta đó. Con hãy coi mà san sẻ bớt công việc cho anh con. Hai Hoàng, dạ. Con phải nhớ lo phụ cho em nghe. Dạ. Má đừng có lo. Bà Lâm à, em mà có vợ rồi thì phải biết cách làm vui lòng người ta. Bớt chú tâm vô công việc đi em, để dành sức còn lo cho vợ nữa. Tôi cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi, nhưng tự tôi biết lo cho bản thân của mình. Tôi cũng mong anh hãy sửa đổi tánh nết đi, lo chí thú mà làm ăn. Đừng để những chuyện tương tự như vậy xảy ra làm phiền tới mọi người. Cái chi? Em nói cái chi mà kỳ khôi vậy? Em có nghĩ tới sĩ diện của anh hay không? Trước mặt mọi người trong nhà như vậy mà em nói ám chỉ cái chuyện con Hường làm như anh gây ra thì phải. Anh bớt nóng đi. Em nghĩ rằng anh ba không có ý đó đâu. Anh đừng có to tiếng mà làm mất hòa khí anh em trong gia đình. Hay Hoàng à, nếu con có mần việc chi mà không ai biết thì cũng có trời biết đất biết. Cũng may là vừa qua có thằng Lâm, nó đã thu xếp mọi việc ổn thỏa hết rồi. Nó có nhắc nhở con thì cũng không có gì là quấy đâu.
con tự nhìn lại bản thân mình đi. Ma hai, sao cớ chi không ai chịu tin tôi hết trơn vậy? Cứ nhất quyết một mực á là nói tôi làm con Hường có thai là sao? Tôi đã nói với mọi người rồi, đừng có nhìn bề ngoài mà coi chừng bị gạt hết á. Đúng là ngày thường tôi có ham chơi, thích chọc ghẹo người khác, nhưng tôi khẳng định một lần nữa, tôi không phải là thủ phạm. Không chừng khi mà tìm ra được cái kẻ đó, mọi người sẽ chết đứng chết ngồi hết. Hai Hoàng, con nói vậy là ám chỉ thằng Ba hay thằng Tư đây? Cớ chi mà con vừa ăn cướp vừa la làng vậy? Lẽ ra con nên cảm ơn thằng Ba, chứ đâu phải ồn ào rỗn rãng với nó như vậy chứ. Ma Hai à, bà Lâm nó mần chuyện gì á thì tự nó hiểu. Coi kìa, cớ chi bây giờ lại lôi chuyện cũ ra mà nói? Mọi người đã nghe chính miệng con Hường nói cái thai đó của thằng Điền rồi mà. Chuyện đó chỉ qua mặt được thiên hạ thôi. Mà bà dưới trong nhà này á, có lẽ không biết thôi. Hai đứa nó chỉ gặp nhau có một tháng. Trong khi đó, cái thai của con Hường là tới 2 tháng lận. Anh nói vợ có đúng không ba Lâm? Anh nghĩ chắc em cũng nghĩ giống như anh mà phải không? Trời ơi, Hai Hoàng có thôi đi không? Cứ đào sâu để làm gì vậy? Má không bằng lòng cái chuyện anh em trong nhà, rồi lại moi chuyện ra nói giống như là vạch áo cho người ta xem lưng vậy. Cho dầu có xảy ra chuyện gì đi nữa thì mọi người, đặc biệt là anh em các con, phải đồng tâm hiệp trí với nhau. Ba Lâm đã tránh được cho nhà mình một cái quả lớn như vậy là tốt lắm rồi. Mọi người cứ khen đi, cứ khen nó cho lung vô đi. Rõ ràng nó đang tự dàn xếp để danh tiếng nó không bị tổn hại thôi. Nếu như nó không ra tay thì liệu rằng nó có đánh khỏi bàn nhục hay không? Hai Hoàng, mày sao rồi Hường? Hổm rày một thân một mình ở dưới này mày có sợ không? Nói nào ngay, tao ở đây cũng lâu rồi mà có khi nào tao dám lội xuống đây đâu. Toàn là rắn rít, mũi mọng không hà. Nè, thức ăn của mày nè, tao có lén mua mấy trái bắp để lén đem xuống cho mày, để mày có đói á thì ăn thêm. Mày đừng có buồn nữa, ráng sống mà lo cho đứa nhỏ sau này nghe chưa? Được, cảm ơn chị. Thôi đi, ơn nghĩa chi cho thất công. Cũng may á là cậu Ba sắp thành hôn nên ai á cũng bận tối mắt tối mũi, không có ai mà nhớ tới chuyện của mày hết á. Cậu Ba lấy vợ hả chị? Thì cậu cũng phải đã tới lúc thành gia lập thất chứ. Mà coi bộ mày ngạc nhiên quá hả? Hả? Hay là có dính líu gì tới cậu? Thiệt ra người buồn khổ nhất là tao mới đúng nè. Chị nói cái chi kỳ vậy chị? Thôi, tao buồn nên mới đối chơi vậy mà. Mày cứ lo cho phận của mày đi, đừng có để ý tới tao. Hường nè, mày có biết cớ chi phải nhốt mày tận ở dưới này không? Tại vì người ta không có muốn nhắc tới mày nữa. Mai này mày sanh xong rồi má con mày biết sống làm sao đây? Không lẽ phải bị nhốt cả đời như vậy? Khổ thiệt. Hường, tao hỏi thiệt nghe, chỗ tao với mày hồi giờ coi nhau như chị em, mày đừng có giấu nữa. Cho tao biết cha của đứa nhỏ là ai đi. Có phải là của cậu Hai không? Mày nói đi, tao không có học lại với ai đâu. Hả? Hả? Mày không có tin tao thì thôi, tao về đây. Con của má biết không?
Nó không muốn cho ai biết tên cha của con, là bởi vì bất đắc dĩ thôi. Má sợ nếu như khai thiệt, má con mình không tránh khỏi tai họa đâu. Nhất định má sẽ sanh con ra, nuôi con lớn lên, chờ tới ngày con được cha con nhìn nhận thì má mới yên lòng. Má, có chuyện gì vậy? Lóng rài má có ngủ được không má? Có chuyện chi má phải suy nghĩ lung vậy? Mà con thấy khí sắc của má kém tươi quá. Hôm bữa con lên tỉnh, con thấy hộp phấn này đẹp quá, con mới mua về cho má nè. Má mà thoa phấn này vô nha, chắc chắn mặt của má sẽ hồng hào, tươi tắn trẻ hơn mấy chục tuổi luôn á. Cái thằng, sao mày lớn mà mày không nên thân chút nào hết vậy? Cứ nói đi nói lại mấy câu này hoài, con dỗ ngọt quá mà con không thấy chán hả? Bây giờ muốn xin tiền phải không? Còn hộp phấn này nè, về trả lại cho vợ mày đi, má không có dùng thứ này đâu. Ê, má đúng là hiểu ý của con á. Thiệt tình như má là con đang cần tiền. Má cho con mượn ít bạc xài đỡ nha má. Bây giờ tao đẻ ra mày, tao không hiểu ý mày rồi ai hiểu? Hai Hoàng à, con xài bao nhiêu cũng không đủ vậy con. Tháng nào cũng tìm má đang hỏi mượn tiền. Muốn xài nhiều thì kiếm việc lớn lao mà mừng, thì mới có tiền tha hồ mà xài chứ. Có đâu mà tháng nào cũng ngồi chờ ba nó phát tiền làm sao. Mà coi chứ, cái tiền đó là của cha để lại chứ có phải tiền của ba Lâm đâu. Con là con trai trưởng thì con phải được hưởng chứ. Bây giờ con ngồi đó con chờ người ta ban phát cho con, con có nhục nhã không? Rồi nay mai thằng ba Lâm nó lấy vợ sanh con nè, gia tài chắc chắn là sẽ thuộc về tay má con nó đa. Mà không chừng nó còn chiếm hết cả cái cơ ngơi này nữa, đến lúc đó ân hận là muộn rồi đó. Má ơi, con nghe tới nghe luôn cái chuyện này con phát mệt luôn á má. Má làm ơn đừng có nhắc đi nhắc lại chuyện này nữa được không? Con chưa thay đổi thì má cứ nói hoài. Thôi mà, má cho con mượn vài chục bạc xài đi, con cần gấp lắm. Má muốn nói cái gì thì mời mốt má nói cũng được hết á, nghe. Tao ghét cái mặt mày hết sức á. Chị cả ơi. Trời ơi. Dạ thưa má con đi. Dạ má hai con đi nghe má hai. Thằng hai nó vừa hỏi tiền chị nữa đó hả? Thiệt tình, làm mẹ thì ai không thương con, nhưng chị cũng phải coi chừng nó à nghe. Biết là khi nào cần nó mới hỏi chị, nhưng tánh nó ăn xài phung phí hồi nào giờ. Chị càng đưa nhiều tiền á thì nó càng xài mạnh tay đó đa. Chuyện đó không cần em phải lo. Em tìm chị có chuyện gì? Dạ, tính sớm mai rủ chị đi chợ mua mấy sắp vải mấy áo dài, đang bận trong đám cưới thằng Ba Lâm đó mà. Chị có đi được không? Đi chứ, chị cũng muốn mai áo mới mà. Ngày vui con trai thì tất nhiên là phải trưng diện cho đẹp rồi. Có má cả đứng đại diện bên đàn trai cũng đúng lý lắm á. Tôi tính mai luôn mấy cái áo để sau này bận đầy tháng cháu nội luôn. Sao mà lo xa vậy? Chưa đám cưới mà đã nghĩ tới chuyện đó rồi. Coi vậy chứ mau lắm chị ơi. Không lo bây giờ tới đó không kịp lo đâu chị ơi. Tôi nói với thằng Lâm rồi, cưới vợ xong là phải sanh con liền cho tôi. Nếu không được lên chức bà nội là tôi không có chịu đâu đó. Ý, xin lỗi, tôi vô tâm quá. Tôi không có cố ý làm chị buồn đâu. Nói nào ngay thằng Hai Hoàng nó lấy vợ mấy năm nay rồi mà chưa chịu có con là sao? Nó làm như vậy là mang tội bất hiếu đó đà. Mà thôi, chị cũng đừng lo nghĩ nhiều nha. Mai mốt ba Lâm có con, chị cũng được gọi là bà nội mà. Bà nội cả đó nha. Thôi tôi đi nha. Mày có vẻ đắc ý quá ha. Để coi mày còn cười tao được bao lâu chứ.
dám làm vẻ mặt tao à? Tao sẽ cho mày dở điên dở dại với con Tư thì mày mới biết sợ. Mày nhớ tao không Điền? Tao là quản gia nhà họ Đồng Bùi nè. Đừng nhắc tên gia đình đó trước mặt tôi. Tôi không tha cho ông đâu. Qua biết mày có thù với nhà họ Đồng, qua tìm mày cũng vì lẽ đó đó. Mắc chi ông phải tìm tôi? Tôi có quen biết gì ông đâu. Điền à, qua tội nghiệp cho mày quá. Mày phải đi sống xa xứ rồi ôm mối hận trong lòng cho tới khi chết sao Điền? Mày không có tội tình gì hết. Người ta dùng mày như một con cờ thí rồi đuổi mày đi trong nhục nhã ê chề. Mày có nghĩ tới việc phải trả lại mối thù ngày xưa không Điền? Ông tới đây á, khơi lại chuyện cũ, đang làm bí mật tôi nữa hả? Qua chỉ nói sự thật. Phàm là đàn ông con trai, thà chịu chết chứ không chịu nhục. Sống ở đời phải ngẩng cao đầu mà sống chứ. Rụt cổ, so vai, để cho người ta hiếp đáp mình miết à. Nói nào ngay. Ở đời có ơn thì phải đền, có oán là phải báo. Vậy mới chứng tỏ được chí khí của nam nhân chứ. Ông đi đi. Đừng có ở đây mà dần lưng. Ông mà còn nói nữa, tôi giết ông trước đó. Ông muốn cái gì hả? Hả? Ông muốn cái gì ở tôi hả? Qua có gặp cha mày hỏi thăm nên mới biết mày ở xứ này. Qua thấy ông già mà cực khổ luôn lắm mày à. Nói dài chứ, nếu lỡ ổng nhắm mắt xuôi tai mà mày không về thì ai lo hậu sự? Qua tới đây để giúp mày chứ không có hại mày đâu. Một mình mày không có chống lại họ được đâu. Nhưng Qua là người làm công cho họ, Qua biết rõ như thế nào là mạnh là yếu của gia đình họ. Qua sẽ giúp chú mày rửa được mối thù này. Nói vậy chú mày chưa mừng tượng ra hết đúng không? Thiệt ra Qua theo hầu ông hội đồng từ khi trẻ trẻ tới bây giờ, không có cái chi mà giấu được Qua. Trong ba người con trai của ổng, Ba Lâm là người khắc nghiệt nhất. Cậu vì danh lợi mà bất chấp thủ đoạn, coi mạng người như cỏ rác. Đó, mày mà ra nông nổi này do cậu chứ ai. Điền à, Qua hỏi thiệt nghe, mày có muốn trả thù cậu không? Tôi thù cả nhà đó. Tôi thề không đội trời chung với gia đình đó. Mà giận dữ như vậy thì có ích lợi chi? Phải ra tay báo thù thì mới hả dạ được chứ. Qua có kế này, mày nghe Qua nói nha. Ở trong gia đình đó, Ba Lâm là trụ cột. Nếu như chú em mày đốn ngã được cái cột đó thì trước sau gì cái nhà nó cũng sập. Ý ông muốn nói là cứ tìm cách mà hại Ba Lâm trước đã. Sắp tới là đám cưới của ta, mày nên dụng lúc gia đình người ta đang bận rộn lo đám tiệc mà ra tay. Họ sẽ không ngờ được đâu. Cứ từ từ cho Ba Lâm nếm mùi đau khổ, cho tới khi cậu thân bại danh liệt. Nhưng mà ông là người thân tín của gia đình đó,
mừng sao tôi tin ông được chứ. Qua chỉ được lòng vài người trong nhà đó thôi, chứ đâu phải ai cũng coi qua là người tâm phúc đâu. Nói như vậy đặng cho mày dễ hiểu nè. Ngoài mặt thì mẹ con anh em người ta đối đãi với nhau đúng phép, nhưng trong lòng của họ lúc nào cũng ganh tị và muốn giành tài sản về phần mình. Bởi vậy cho nên người này mới lập mưu hãm hại người kia. Không có ai nhân từ tử tế hết. Nhưng mà kệ họ, họ muốn mận gì thì mận. Đó cũng là việc thuận tiện để cho mày báo thù. Vậy có nghĩa là người ta kêu ông mượn tay tôi trả thù giùm họ sao? Thì đó cũng là việc mày muốn mận từ lâu rồi mà. Tao thấy gì này kỳ khôi quá Điền à. Mắc chi ông quản gia là người thân tín của nhà hội đồng, từ nào giờ lại cậy mày mừng việc hại nhà đó chứ. Bộ ông tính phản họ sao? Theo như lời mà ông học lại với tao á, thì trong gia đình họ có nhiều người hiềm khích với nhau, rồi bày mưu tính kế hãm hại lẫn nhau đó đa. Có người trong nhà đó muốn mượn tay tao nè, đặng phá thằng bà Lâm đó, cho nó chừa cái thói mà trịch thượng hống hách. Tao chỉ sợ là... Mày muốn nói tới cái chuyện bán đất hâm hởm đó hả? Ừ. Có chừng là mua kế của ba Lâm với hai Hoàng đó. Họ sai quản gia xúi giục mày làm chuyện này, rồi trở mặt họ hại mày chết đó. Tao thấy anh em nhà đó không có được thuận ý với nhau. Chắc là hai Hoàng muốn mượn việc này đặng hạ thấp uy tín của ba Lâm, cho nên mới sai quản gia mượn việc này. Ê, cái gì vậy? Mày nói đúng á. Hai Hoàng ghét ba Lâm hồi nào giờ mà. Nhưng mà trong nhà nó còn nhiều người lắm, rủi không phải hai Hoàng sao? Có, tao cũng nghĩ tới, nhưng mà tao không biết ai để thù ba Lâm luôn vậy. Không lẽ là bà cả hay là bà ba, mà có khi nào là bà Tư luôn không? Vậy mày có quay về không? Nói thiệt với mày á, từ khi bị tôi nói đổ oan ức á, làm cho tao nhục nhã lắm. Tao chịu biết bao nhiêu là nỗi nhục tới giờ. Mày thấy không, tao bị đuổi ra khỏi làng nữa. Không có đêm nào mà tao không nghĩ tới cái việc quay về đó để báo thù hết. Tao phải rửa cái nỗi nhục của tao chứ. Mày thấy không, ông trời có mắt mà. Mai á là cơ hội tới sớm hơn tao tưởng nhiều. Lần này á tao phải liều một phen với tụi nó. Còn mày thì sao? Mày có theo tao về không? Mày đi đâu thì tao theo đó. Còn có chuyện què giò mày không sợ hả? Biết đâu lần này nó đập mày què hai giò luôn sao? Không, nó quýnh tao gãy một giò hả? Bây giờ tao quay lại tao trả nó hai giò luôn. Nhất định vậy? Ừ. Mày đúng là bạn tốt mà. Nói nào ngay á, cũng có người muốn cản trở hôn sự này, nhưng căn duyên là do trời định, cản sao được mà cản chứ. Chị hai à, chị khéo nói giỡn quá. Bà Lâm nó thành gia lập thất là chuyện vui của cả gia đình mình. Em thấy có ai so đo tính toán gì đâu. Chị đa nghi quá mà mất vui đó chị. Em ba à, chị chỉ nói bông lơn vậy thôi, chứ chị đâu có bận tâm về chuyện đó. Giờ việc chị lo nhất là mai mốt vợ thằng ba Lâm nó sanh con đẻ cái liền liền, rồi không biết mình có được thảnh thơi nghỉ ngơi hay không đây chứ. Em hai lo vậy cũng phải. Ba Lâm thì suốt ngày nó chỉ lo công việc, rồi vợ nó thì tiểu thư con nhà khuê cát. Hồi nào vợ công việc nhà có đụng vô móng tay móng chân gì đâu. Con cái của nó thì tất nhiên là bà nội phải lo. Em lo thì ai lo giờ? Mà sao em chưa thấy vợ chồng thằng Ba Lâm nó ra vậy? Đẹp dạ. Vô kêu cậu Mơ Ba ra đây coi. Dạ thưa bà, cậu Mơ Ba không có trong phòng. Thì mày ra ngoài giường mày kiếm. Chắc sáng sớm hai vợ chồng nó đi dạo để hàn huyên tâm sự chứ chi. Dạ, cậu Mơ cũng không có ngoài giường luôn bà ơi. Vậy là sao? Không có trong phòng mà cũng không có ngoài giường. Vậy tụi nó đi đâu? Dạ, dạ, hồi sáng sớm tôi thấy cậu Ba đi ra khỏi nhà. Nghe thằng Ngon nói
cậu có việc cần kiếp gì đi lên tỉnh á, nên cậu phải đi lên đó gấp để giải quyết. Vậy còn vợ nó, hai vợ chồng nó đi cùng nhau luôn hả? Cớ chi mà lật đật dữ vậy ha? Dạ không, mợ ba đi sao cậu ba? Tôi thấy mợ xách theo vali, mà coi bộ giờ mợ ba cũng không được vui lắm. Chứ ông thấy sao ông hỏi nó đi đâu? Ít ra ông cũng phải chặn nó lại rồi vô bẩm báo cho tôi biết chứ. Ông có phải là quản gia nhà này không? Riết rồi kẻ ăn người ở trong nhà này á, chỉ biết ăn không ngồi rồi, chứ không biết lo mần việc chi hết á. Em hai à, cớ chi mà giận cá chém thớt như vậy? Để thủng thẳng chị hỏi ông bốn coi sao. Ông bốn à, mợ ba đi có nói gì với ông không? Dạ mợ không có nói gì với tôi hết, nhưng mà hình như mợ có nói gì với cậu Tư á. Ủa, thằng Tư Trọng hả? Dạ tôi thấy mợ ba nói cũng gay gắt lắm á, nhưng mà tôi không biết mợ nói gì hết. Vậy em vô kêu Tư Trọng ra đây cho tôi đi. Dạ. Dạ thưa má. Dạ mời cậu. Tư Trọng à. Dạ. Sáng nay con gặp chị ba con phải không? Nó nói gì với con mà đi khỏi nhà không bẩm báo gì với ai hết vậy? Cho dầu là vì căn do gì đi nữa thì chuyện này cũng là chuyện quấy không thể chấp nhận được. Nhà mình lâu nay vẫn giữ đúng khuôn phép lễ nghi, có khi nào mà con dâu vừa mới về nhà chồng lại phá vỡ phép tắc như vậy? Em hai à, em liệu mà xử trí đi đó, chứ không có dung thứ cho cái tánh ngang ngược của một đứa con gái mà coi thường gia đình chồng như vậy. Chị cả à, Tú là đứa được học hành tử tế, em nghĩ nó không có tệ như vậy đâu. Hay là có điều chi uẩn khúc nên nó mới xử sự như vậy? Tư Trọng à, chị ba con nói sao với con vậy? Dạ, dạ xin má cả với má hai bớt giận. Đúng là chị ba có ấm ức trong lòng nên chị mới bỏ đi như vậy. Ấm ức gì chứ, ai làm cho nó buồn nó giận mà làm việc hồ đồ như vậy? Dạ là do anh ba không có nói qua gì tới chị ba. Anh về tới nhà không chào hỏi chị ba tiếng nào hết. Đã vậy á, sáng nay anh còn đi sớm, không nói tiếng nào với chị ba hết. Chị ba chỉ tủi thân nên có chút hổ thẹn trong lòng, rồi đâm ra nghĩ ngợi xa xôi. Chị nói á, anh ba bỉ mặt chị như vậy thì chị không có mặt mũi nào sống ở đây hết. Trời Phật ơi, như vậy là cái thằng Ba Lâm nó cũng quấy lung quá. Ai đời ngày đầu tiên cưới vợ về rồi để vợ nằm chèo queo một mình như vậy. Chị hai à, tối hôm qua chị không có gặp Ba Lâm sao? Tối hôm qua chị mệt nên vô phòng nghỉ sớm. Thằng ba nó về hồi nào chị cũng đâu có biết đâu. Tưởng hai đứa nó gặp gỡ tâm sự với nhau, ai dè. Nhưng mà nói gì thì nói, việc này cũng là lỗi con vợ nó. Cớ chi nó cũng tới gặp chị mà lại tự ý mần như vậy? Thôi thôi, người ta được nuông chiều từ nhỏ, người ta mới chân ướt chân ráo về nhà chồng mà để ngủ như vậy, ai mà không tức chứ. Dạ thưa má cả, thưa má hai, con nghĩ là chị ba chỉ bồng bột nhất thời thôi. Có gì á, con xin hai má cũng bỏ qua cho chị. Hay là để việc này mình đợi anh ba về rồi mình coi xử lý ra sao nha má. Thằng Trọng nó nói đúng đó hai chị. Con Tú nó còn trẻ người non dạ nên mới suy nghĩ chưa thấu đáo như vậy. Hai chị đừng có giận nó chi cho thất công. Dầu muốn hay không á, thì việc này cũng phải chờ Ba Lâm nó về thôi, chứ biết tính làm sao bây giờ. Con ngồi xuống ăn sáng đi con. Dạ. Dạ mời cậu Tư. Con mời mấy má ăn sáng. Thôi ông nhớ lần này ông vô là ông phải càng hết với tôi kia chưa? Trời ơi. Lâu quá chào mấy ông. Trời ơi lâu quá mới ghé em nha. Đi vô đi ông. Dạ chào ông. Em. Hàng ơi, chào cậu Ba Lâm. Mời ông nha. Lâu chào lắm rồi á, má thấy cậu ghé nhà hàng đó. Tưởng đâu cậu quên cái nhà hàng này đó chứ. Bà chủ khéo nó chơi quá. Tôi bận bịu công việc lung lắm, đâu có rảnh rỗi mà xuống đây chơi thường xuyên được. Bà thứ lỗi cho tôi nghe. Dạ, tôi vui miệng nói vậy thôi. Cậu ba đừng có để bụng nha. Hình như là sáng nay cậu có hẹn bạn chuyện làm ăn phải không? Tôi có hẹn một người bạn tại đây, bàn bạc câu chuyện làm ăn. Vậy á, đúng rồi. Vậy mời cậu vô trong, có người đang chờ cậu ở trong đó đó.
Ông Xuân, cậu Ba Lâm tới nè. Ba ra ngoài làm việc đi. Mời cậu Ba Lâm ngồi. Cảm ơn. Dạ. Chào ông. Chào cậu. Mời cậu. Mời cậu. Cậu đi đường có mệt không? Mới cưới vợ xong, đang đi ra phải để cậu nghỉ ít ngày, rồi mới bàn đến công việc. Nhưng việc này gấp gáp lung quá, không thể nào chần chờ được. Cậu đừng có phiền nghe. Dạ, tôi không có phiền chi đâu. Ông có phải là ông Xuân, thương gia nổi tiếng xứ này? Có phải là ông cậy người hẹn gặp tôi ở đây và báo cho tôi biết tin hệ trọng liên quan tới việc mà ngăn của tôi với ông Lượng? Đúng rồi, cậu Ba. Tôi mừng ăn xứ này được mấy chục năm nay, cho nên không có việc chi qua mắt được tôi. Tôi biết cậu là người có chí tiến thủ, cậu muốn mở rộng công việc làm ăn ở đây, chuyện đó tôi rất tán thành. Nhưng mà nói nào ngay, cậu có muốn thành công hay không cũng tùy vô người mà cậu muốn hợp tác. Nếu không cẩn thận, cũng có thể cậu mất cả chì lẫn chài đó cậu. Ông nói vậy có nghĩa là ông Lượng không đáng cho tôi tin cậy hay sao? Người ta nói quả không sai, cậu rất là thông minh. Tôi chỉ nói mí như vậy mà cậu đã hiểu rồi. Ông Xuân, tôi biết mình là người hơi liều lĩnh khi quyết định một công việc hoàn toàn mới. Nhưng tôi cũng không dại tới mức bỏ ra một số tiền lớn mà ra về tay không. Chuyện cạnh tranh trong giới thương nhân tôi cũng đã nghe nói rất nhiều rồi, cho nên tôi cũng không lấy làm lạ khi ông nói những chuyện như vậy với tôi. Tánh tôi rất thẳng thắn, cho nên tôi hỏi việc này ông đừng có giận. Có phải hôm nay ông hẹn tôi tới đây đặng muốn tôi quỷ bỏ việc mời ăn với ông Lượng, có đúng không? Và rồi quay qua hợp tác với ông, có phải vậy không? Cậu Ba, cậu đã nói vậy thì tôi cũng không dùng do làm gì. Cậu nói đúng, tôi khuyên cậu đừng dễ tin người như vậy. Cậu không nên bỏ vốn hùng hạp làm ăn với một người như ông Lượng. Nếu cậu muốn tìm người đáng tin để mở rộng công việc làm ăn của mình thì thú thiệt chỉ có tôi mới giúp được cậu mà thôi. Tôi nghe nói ông và ông Lượng luôn là đối thủ với nhau trên thương trường. Vậy nên nếu nhau không nói rõ cớ chi tôi phải trở mặt với ông Lượng rồi quay qua bắt tay với ông, thì lúc đó tôi sẽ đi về ngay lập tức. Bởi vì xưa nay tôi vốn không thích có những người xen vào chuyện mờ ăn của tôi. Cậu nói có vẻ cậu đang nghi ngờ cái thiện ý của tôi thì phải. Thôi được, cậu đọc đi. Tôi có một số giấy tờ xác thực việc làm ăn của ông Lượng càng ngày càng đi xuống. Những gì ông ta trưng ra cho cậu thấy trước đây chỉ là một số liệu giả mạo, chứ không có đúng với sự thật đâu cậu. Nói thiệt với cậu, nếu ông Lượng không gặp được cậu thì mấy hãng buôn của ông phải bán đổ bán tháo từ lâu rồi. Cớ chi ông lại có những giấy tờ hệ trọng như vậy? Đó là việc riêng của tôi cũng không tiện nói ra ở đây. Nhưng cậu cứ yên tâm đi, tôi không gạt cậu đâu. Không có căn do gì tôi mần chuyện tán tặng lương tâm với người nhà của mình. Người nhà? Tôi chỉ mới gặp ông lần đầu, cớ chi ông lại nói tôi là người nhà của ông? Cậu Ba, đúng ra kể từ hôm qua con đừng có ngần ngại chi hết. Thật ra thì cha đã biết ông Lượng bằng việc mờ ở này từ lâu rồi, nhưng chưa có dịp thuận tiện để nói cho con hay. Nay có chứng cứ xác thực rồi nên cha mới hẹn con ra đây để chỉ cho con thấy thủ đoạn của ông ta. Với lại cha không thể để cho ông ta lừa gạt con rể của mình như vậy được. Con cảm ơn cha đã cất công lo nghĩ cho con. Nhưng theo lời cha nói
Thì có nghĩa là cha cũng đã biết được vì hợp tác của con với ông Lượng từ lâu rồi sao? Phải, đã nói là không có gì kêu qua mắt cha mà. Ngay từ khi ông ta gặp con lần đầu, đặng bàn bạc việc hùng vốn làm ăn thì cha đã biết rồi. Ủa, vậy là trước đây cha cũng biết con rồi sao? Con giỏi giang tiếng tâm như vậy ai mà không biết chứ. Con Tú đúng là có phước phận ba đời mới có được một người chồng như con. Cha rất mừng vì hôn sự của tụi con đã diễn ra đúng như cha ước nguyện. Cha hả dạ lắm. Dạ, cha khen thái quá làm con thấy hổ thẹn. Con cũng không ngờ là được cha để ý rồi chọn con làm con rể của cha. Ừ, một phần là vì tụi con có duyên nợ với nhau. Ba Lâm à, vậy bây giờ con tin tưởng cha chưa? Kể từ nay á, nếu con cần chi trong việc mua bán kinh doanh á, thì con cứ nói, cha sẽ chỉ cho con. Đừng hòng kẻ nào dám qua mặt cha con mình. Dạ, con cảm ơn cha. Con chỉ sợ là phiền đến cha thôi. Không sao đâu, cha vui lắm chứ phiền gì con. À, còn chuyện cha con mình góp vốn làm ăn, con nghĩ sao? Dạ, việc này cũng hơi đường đột với con. Xin phép cha cho con được về nhà suy nghĩ thêm. Hôm nay cha cho phép con mời cha bữa cơm này. Đặng mong cha tha thứ cho tội bất kính của con trước đây. Cha có chấp nê gì con đâu. Thôi được. Quen được tương tiêu chiều chuộng như trước mộng. Vậy mà ngay đêm đầu tiên bước chân nhìn nhà chồng lại bị chính người chồng của mình hờ hững lạnh nhạt. Anh ta là ai mà cao ngạo lạnh lùng quá vậy? Anh ta coi thường mình lúc vậy sao? Tú à, mày đã mắc phải sai lầm rồi đó. Cớ chi mày lại nhắm mắt đánh liều, bằng lòng với một cuộc hôn nhân đã được tính toán sắp đặt sẵn như vậy chứ? Cuộc đời mình rồi sẽ ra sao? Mình không thể sống suốt đời với một người đàn ông vô tình vô nghĩa như vậy được. Mình không thể. Dạ, ông mới về. Dạ. Bà Lắp, pha nước nóng rồi đem cho phòng tắm cho tôi nha. Dạ, à, ông chủ tắm rửa xong, rồi à, tôi mời cô Tú ra ăn cơm. Cái gì? Bà nói cái gì? Cô Tú nào? Cứ chứ cô Tú nó lại ở đây. Dạ, cô Tú mới về hồi sáng. Cổ kêu tôi xách đồ đạc vô phòng. Rồi cái đóng chặt cửa ở trỏng từ hồi sáng tới giờ. Con nhỏ này lại sanh trứng rồi đây. Bà để tôi vô gặp nó. Dạ. Tú, cha này con. Mở cửa cho cha. Chờ con một chút, con ra liền. Cha. Con không khỏe sao? Sao sắc mặt của con nhợt nhạt quá vậy? Mà con mới về nhà chồng ngày hôm qua, tự nhiên hôm nay con trở về nhà là sao? Con đã xin phép gia đình bên chồng con chưa? Hay là tự ý bỏ về đó? Chà, họ không đếm xỉa gì đến con thì con ở đó làm chi nữa? Con đang nói tới ai vậy? Thì là cái người mà con gọi là chồng đó. Anh ta tài võ cỡ nào con chưa biết, nhưng cái tối hống hách trịch thượng, muốn chứng tỏ quyền uy của anh ta thì con đã tỏ rồi. Cha nghĩ coi, từ khi dạm hỏi cho tới ngày cưới, anh ta có tới chào hỏi gia đình mình tiếng nào không? Ngay cả việc rước dâu, anh ta cũng vì lý do để mà trách mặt. Rõ ràng là anh ta không có chút thành ý nào hết. Anh ta cưới vợ mà cứ như bỏ tiền ra mua một món hàng vậy đó. Ngay ngày đầu tiên về nhà chồng, con đã bị anh ta rẻ rúng coi thường rồi. Anh ta bỏ mặc con ngồi một mình trong phòng vậy đó, không thèm hỏi han một tiếng nào hết. Còn anh ta thì thản nhiên lên giường ngủ một mạch tới sáng. Chả có biết là đêm hôm qua con buồn và tủi thân tới chừng nào không? Con chỉ mong cho trời mau sáng, đặng đi riết về nhà. Tránh xa con người hờ mình, nó càng xa càng tốt. Tú, con bây giờ là gái đã có chồng, cớ chi con lại xử sự như một đứa con nít vậy hả?
Con có biết cái chuyện mà con bỏ về nhà như vậy là quấy lắm không? Cha, con đã giải bày hết với cha rồi, tất cả mọi uất ức trong lòng con bấy lâu nay. Vậy mà cha không thương xót, lại rầy la con nữa là sao? Con còn ấm ức cái giống gì nữa hả? Gia đình người ta đem sính lễ tới hỏi cưới con, không thiếu một thứ gì hết. Con bước chân về nhà họ là có danh phận đường hoàng. Thêm nữa, chồng con rất được trọng vọng ở đó, ai dám khinh khi coi thường con hả? Con không cần giàu có hay quyền uy gì hết, con chỉ muốn lấy một người chồng biết yêu thương và biết quan tâm tới con. Cho dù nghèo hèn, một cục muối cắn làm đôi, nhưng vợ chồng tâm đầu ý hợp vẫn hạnh phúc hơn là tiền muôn bạc vàng, lạnh nhạt và xa cách. Con đúng là trẻ người non dạ, nên mới suy nghĩ nông cạn như vậy. Đời bây giờ là đời kiếm tiền, chứ không có nhiều nhân nghĩa đâu con. Từ nhỏ con đã được học trường Tây, nên tư tưởng con nó khác hơn những đứa con gái đồng trang lứa. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, con cũng không thể nào làm trái với phép tắc luân thường. Con có biết như thế nào là phu sướng phụ tỳ không? Cha đã gả con cho Ba Lâm, thì sau này chồng con gọi một tiếng thì con phải lập tức dạ thưa, không được trái chồng con, hiểu chưa? Nhưng cha, con không thể sống trong cảnh bó buộc với đủ thứ nghi lễ cổ hủ như vậy được. Người đàn bà cũng phải được đối xử bình đẳng, chứ sao phải cam chịu sống trong cảnh cá chậu chim lòng như vậy? Nếu anh ta đã coi thường con thì con cũng chẳng cần. Con sẽ bỏ anh ta và không quay về nơi đó nữa. Tốt, cha đã khuyên lên con hết lời mà con vẫn ngang bướng như vậy. Cha nói thẳng với con luôn, tốt, con không phải là con ruột rà hay máu mủ gì của cha, nhưng cha đã nuôi nấng con từ nhỏ, cha thương con chẳng khác gì con ruột. Lâu nay bất cứ chuyện gì con muốn, cha đều chịu theo ý của con mà. Đâm ra con được lần, con sanh chứng ngang ngược, không coi cha ra gì hết. Cha nói gì kỳ khôi vậy? Con đâu có mần việc chi vô lễ với cha đâu. Con im đi, để cha nói hết đã. Con thừa biết cha là người có tiếng tăm ở xứ này, cho nên việc cha tìm một gia đình môn đăng hộ đối để kết tình thông gia đó là lẽ đương nhiên. Hôn sự của con ai ai cũng biết, thì cha nở mặt nở mày với mọi người. Họ chúc mừng cho cha tìm được một chàng rể vừa giàu sang vừa quyền thế. Cha đã đặt rất nhiều hy vọng vô cuộc hôn nhân của con. Cha muốn con phải thủ phận làm vợ, làm dâu. Vì có như vậy thì chồng con mới vui lòng và chịu hợp tác làm ăn với cha sau này. Tú, con có biết là con đã hết sức dày dạn không? Kể từ khi cha đã gả con đi thì con không còn là con gái của cha nữa. Con phải lập tức quay về bên đó, làm tròn bổn phận của con đi. Cha là người trọng tình trọng nghĩa nè. Nếu chưa chấp con ở lại đây, có khác gì cho mần việc trái với đạo lý luân thường. Như vậy là có lỗi với Sư gia. Vậy còn mặt mũi nào cha ra đường nữa chứ? Cha vì danh tiếng của mình mà không màng tới hạnh phúc của con sao? Cha muốn con sống khổ sở suốt đời với một người mà con không hề yêu thương. Thuở đời nay vì không nhân là do cha mẹ sắp đặt. Con chưa thương bây giờ thì sống với nhau một thời gian đi, rồi con sẽ cảm mến với nhau. Chứ con không thấy vợ chồng người ta sao vẫn ăn đời ở kiếp đó? Nhưng con thì khác, con nhất quyết không sống với người mà con không nể trọng. Tú, cha không có rảnh ra mà ngồi đây giang tay với con. Cha nói lần này là lần cuối cùng, con phải thu xếp đồ đạc đặng theo cha về bên nhà mà tạ tội với bên chồng. Con nghe không? Đã làm việc quấy mà còn ngang ngược nữa, dám cãi lời cha nữa hả? Nếu cha biết con lớn lên sẽ ương bướng như vậy. Hả? À, cậu Ba về rồi. Mời cậu Ba vô nhà. Trời ơi, bà hai trông ngóng cậu Ba suốt ngày hôm nay á. Lại là có chuyện gì cần cho tôi nữa à? Dạ. Ồ, Ba Lâm con về rồi đó hả? May quá, mau vô nhà đi con. Có việc chi phải không á? Khổ quá con ơi, không biết gì cớ chi mà mới sáng sớm con Tú vợ con á, nó đùng đùng nó xách vali nó bỏ đi khỏi nhà, nó không thèm nói với ai tiếng nào hết á. Vậy chứ tối hôm qua con đối đãi với nó ra sao mà nó giận nó bỏ đi như vậy? Cô ta bỏ nhà đi à? Ừ. Coi bộ cũng lớn gan đó chứ. Thôi má đừng lo, mình vô nhà cái đã, để chuyện đó thủng thẳng là con tính cho.
đem đồ vô trong cất đi. Dạ. Ba Lâm à, con đã biết hết mọi việc rồi phải không? Má nói cho con nghe, đây là lần đầu tiên trong nhà mình lại xảy ra một cái chuyện quái quăm như vậy. Ai đời mà con dâu mới về nhà chồng chưa trọn một ngày mà chẳng nói chẳng rằng bỏ hết đồ đạc vô vali rồi xách đi về nhà cha mẹ. Cho dầu vợ con nó không có vừa ý đi chăng nữa thì cũng không được làm cái việc trái luân thường đạo lý như vậy. Liệu mà răn dạy nó cho phải phép đó nha ba Lâm. Dạ, con rất tiếc là để xảy ra chuyện không vui như vậy. Má đừng có lo, con phải dạy cho vợ con biết gia quy và phép tắc của nhà mình, đặng nó biết bổn phận làm vợ làm dâu trong nhà. Ba Lâm à, chuyện hệ trọng bây giờ là con phải đưa con túi về à. Chứ tin này mà đồn đãi ra ngoài á thì gia đình mình sẽ bị tai tiếng đó con. Thằng Ba Lâm có lỗi gì mà phải đi cầu lụy con nọ. Nói nào ngay á, con Tú nó muốn quay trở lại đây á, nó phải quỳ xuống nó năn nỉ mới được vô nhà. Chị Hai à, nó là con gái mới lớn, chưa có hiểu chuyện. Chị chấp nhất nó làm gì? Ba Lâm à, má thấy con nên tìm vợ con về đi. Thiệt ra con Tú nó bỏ đi như vậy là có căn do của nó đó con. Với lại nếu như có chuyện gì xảy ra cho nó thì làm sao mà ăn nói với bên nhà gái đây con? Em Ba, tại sao mà em cứ binh vực cho vợ thằng Ba Lâm vậy? Đã là phận gái có chồng thì phải tuân theo gia quy, theo luật lệ của nhà chồng. Huống chi em Hai vốn là người trọng sĩ diện, nếu như Ba Lâm chịu nhún nhường thì con Tú nó sẽ càng ngày càng làm lừng hơn. Nó còn coi ai trong cái nhà này ra gì nữa chứ. Chị Cả à, chuyện vợ chồng Ba Lâm cứ để nó tự lo đi. Chị lo làm chi cho nó hao hơi tổn sức gì chị. Thằng Ba Lâm nó sẽ có cách giải quyết êm đẹp chuyện này. Má con nói đúng đó. Má Cả với má Ba cứ yên tâm đi. Con nghĩ vợ con chỉ giận dung dỗi thôi, cho nên bỏ ra ngoài cho hả giận, chứ nó có đi đâu lâu đâu. Con có chắc không Ba Lâm? Con nghĩ con Tú nó sẽ tự quay về hay sao? Còn gia đình bên đó nữa, con không sợ người ta phiền trách mình sao? Dạ, con có mần việc chi quấy đâu mà gia đình bên vợ con phiền trách chứ. Thậm chí họ còn tự tay đưa vợ con về nhà mình nữa đó chứ. Thiệt vậy hả con? Dạ. Mấy má cứ tin lời của con đi. Bây giờ con đếm từ 1 tới 10, cô ta lập tức sẽ có mặt ở đây ngay, không phải đi tìm kiếm chi cho mất công đâu. Dạ thưa bà. Thưa cậu Ba, ông thân của mợ Ba đưa mợ Ba về tới cổng kìa. Trời đất ơi, con nói sao đúng pháp vậy hả? Thôi được rồi, chuyện gì cũng từ từ mà tính. Ông Bốn, ra dạ. Mời họ vô đi. Dạ. Dạ chào. Dạ chào chị Xui. Ủa, Ba Lâm, con về rồi hả? Dạ, con mới vừa về. Dạ con mời cha ngồi. Ừ. Dạ xin mời. Dạ mời anh Xui. Dạ mời. Dạ con mời cha dùng trà. Hôm nay tôi tới thưa chuyện với bên chị Xui. Xin chị nghĩ tình Xui gia mà bỏ quá lỗi lầm con gái của tôi. Thiệt tôi cũng không về con Tú nó mần chuyện quấy lung vậy. Thôi thì mũi dại lái chịu đòn. Mấy chị có trách á, thì trách tôi nè. Tại tôi làm cha mà không biết dạy con cho tới nơi tới chốn. Từ nhỏ nó được cưng chiều, muốn chi được đó. Thêm nữa là do nó học ở trường Tây nên đôi khi tánh khí nó cũng hơi tùy tiện. Chờ nó không có thùy mị đết na như con gái của người ta. Dạ đây cũng là lần đầu cháu nó phạm lỗi. Mà tôi thì cũng rầy la nó lung lắm rồi. Tôi đưa cháu nó về đây đặng xin lỗi mọi người. Mong mấy chị niệm tình, cháu nó còn trẻ dại mà tha cho nó. Từ rày nó sẽ biết thủ phận đặng làm trọn đạo vô con, chứ không để xảy ra chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay nữa đâu. Nói nào ngay, từ xưa tới nay gia đình tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện tai tiếng như vậy. Nhà này có phép có tắc, có gia quy đường hoàng, không ai được tùy tiện trái với nề nếp khuôn phép ở đây hết á. Mới có một ngày đầu tiên về với gia đình chồng
mà nó đã làm xáo trộn gia đình lên như vậy. Thử hỏi coi nay mai nó còn tới đâu nữa chứ. Dạ, chị Xui cũng bớt giận. Cũng là do con Tú nó suy nghĩ nông cạn quá, nên nó mới mần chuyện dại dột vậy. Chứ thường ngày á, nó là đứa hiền lành tử tế. Chị Hai à, anh Xui đã nói hết lời như vậy rồi, chị bỏ qua việc này đi chị. Miễn sao con Tú nó biết hối lỗi, một lòng một dạ làm trọn đạo dâu con, thì tôi cũng không chấp nhất nó làm chi. Còn chị cả, chị là chị lớn trong nhà, chị có chỉ bảo nó điều gì không? Muốn cho con Tú nó thông hiểu gia quy ở đây á, bà Lâm à, con phải biết cách dạy vợ con. Nó nên hay hư là do con hết đó nghe. Phàm muốn dạy vợ á, thì phải dạy từ lúc mới bước chân về nhà chồng. Có như vậy thì mới uống nắng nó vô khuôn vô phép được. Từ dài á, vợ chồng có gì chưa vừa ý thì đóng cửa mà dạy bảo nhau. Chứ lôi cả nhà vô ba cái chuyện lắc sắc, rồi làm phiền tới cả anh Xui nữa à. Dạ. Nói vậy là mấy chị đã tha thứ cho con Tú nhà tôi rồi ha. Khoan đã, còn phải hỏi ý thằng Ba Lâm nữa chứ. Nó là chồng, quyền quyết định vẫn là phải của nó chứ. Phải đó con, Ba Lâm, con nghĩ sao con? Dạ, chuyện này cũng tại một phần vợ chồng con chưa hiểu tánh ý của nhau, cho nên mới xảy ra chuyện làm cho cha mẹ hai bên phải bận tâm. Giờ đích thân cha vợ con đã đưa quả gì đây rồi, giờ con xin tha thứ cho cổ thì con chấp nhất làm chi? Vậy thì hay quá. Con à, con thấy chưa, gia đình chồng con quá là độ lượng. Con còn chần chờ gì nữa mà không cảm ơn mọi người đã bỏ qua lỗi lầm cho con chứ. Kìa, nói mau đi con, đừng có làm cha mất mặt nghe con. Thôi được rồi anh Xui à, chắc là nó đi đường xa nên nó mệt mỏi đó mà. Thôi con cứ về phòng nghỉ đi Tú, rồi má kêu bầy trẻ nó đem đồ đạc vô cho con. Cô thấy khỏe khoắn hơn rồi chứ? Tôi khỏe hay không can dự gì tới anh? Lúc nãy ở ngoài đông người tôi không tiện nói, chứ không phải là tôi nhường nhịn cô đâu. Cô đừng có được nước mà làm tới đó nha. À, vậy ra bây giờ anh sắp sửa giáo huấn tôi đó sao? Anh muốn gì thì nói đi tôi nghe. Được, vậy cô nghe rõ đây. Tôi cũng biết cô là con gái nhà gia giáo, học hành đường hoàng, nhưng có lẽ cô học theo người Tây, cho nên cô quên hết đạo lý làm dâu của mình. Trước đây cô như thế nào tôi không màng tới, nhưng bây giờ cô làm ơn nhớ giùm tôi kỹ kỹ cái câu tam tòng tứ đức. Bây giờ cô đã là gái có chồng và làm dâu của một gia đình danh gia vọng tộc, sau này đừng có dại dột mà mần việc chi sai quấy. Tôi sẽ xử phạt thằng gia quy đó. Anh nói xong chưa? Chưa. Cô cũng nên dò tánh ý của tôi mà cư xử cho đường hoàng, chứ rủi xảy ra chuyện chi thì đừng có trách tôi sao không dị tình. Vậy thì anh nói luôn đi, anh muốn vợ mình như thế nào? Tôi thích người biết thủ phận, biết chăm lo cho gia đình. À, tôi không thích hạng đàn bà chân diện quá đâu. Cô cất hết những cái áo tay đồng này đi. Bắt đầu từ ngày mai, cô chỉ được mặc áo bà ba hoặc là áo dài, cô tỏ rồi chứ. Nè, anh đừng tưởng tôi một thân một mình ở đây mà ra ngoài thị quy với tôi. Tôi thấy anh cũng là người thường xuyên ra ngoài giao dịch làm ăn, nhưng mà sao tư tưởng của anh cổ hủ quá vậy? Cô đừng có chọc giận tôi đó. Tôi nói cho anh biết, cái kiểu làm dâu như anh nói đã không còn hợp với thời nay nữa rồi. Xã hội đã tấn qua thì phong tục phải đổi dời, đó là lẽ thường tình thôi. Trước kia người vợ về nhà chồng là coi như mất hết tự do, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Chồng không có quyền bó buộc vợ, hay bắt buộc vợ phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Tôi không chê đạo lý ngày xưa là hủ lậu, nhưng thiệt ra nó đã không hợp với đời sống ngày nay nữa rồi. Người đời nào thì có phong tục riêng của đời đó. Anh không được quyền cấm tôi hay bắt buộc tôi phải theo ý của anh được. Đàn bà ngày nay cũng bình đẳng ngang với đàn ông, chứ không chịu thấp kém đâu. Cô theo Tây học rồi mở miệng ra là đồ bình đẳng tự do. Tôi nói cho cô biết, tôi là người trọng đạo lý và chỉ biết làm theo phong tục xưa nay của ông bà ta để lại. Cô đừng đem tư tưởng tấn quá, đem ra nói với tôi làm chi cho thất công. Thì ra anh không những thủ cụ mà còn có tính áp chế người khác nữa hả?
anh kêu tôi không được bận đồ tay đồ đầm. Nhưng anh nhìn lại mình đi. Cớ chi anh lại mặc áo theo rồng chứ? Anh Dư biết cách ăn bận này không hợp với anh mà. À, hay là anh tự phong mình làm vua, rồi ăn bận như vậy để chứng tỏ cho mọi người thấy uy quyền của anh. Cô im đi. Cô càng nói cô càng hối đồ. Tôi không im. Anh không có lý lẽ gì để nói với tôi nên tính dụng quyền mà hiếp đáp tôi hả? Anh có cách nào muốn tôi im thì làm đi. Vậy thì bây giờ cô im được chưa? Anh dám đánh tôi sao? Anh là hạng đàn ông gì vậy? Sao anh dám đánh tôi? Dạ, mời mợ ba ăn cơm. Ai kêu chị đem cơm vô đây? Dạ, cậu ba kêu tôi á, tới bữa phải đem cơm vô tận phòng cho mợ. Chị dọn xuống bếp đi, tôi không ăn đâu. Ủa, mợ không đói bụng hả? Cả ngày nay mợ có ăn gì đâu. Khi nào tôi đói, tôi tự biết tới đâu để ăn cơm. Tôi đâu có đau ốm bệnh tật chi đâu mà sai người bưng cơm tới tận phòng như vậy. Hay là anh ta coi tôi là tù nhân, tính giam tôi tới mãn đời. Mợ ba à, mợ đừng có hiểu lầm cậu ba. Tuy dòm bề ngoài cậu nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng cậu là người sống có tình có nghĩa lắm. Chắc là cậu sợ mợ á chưa có quen sinh hoạt ở đây, cho nên mới sai tôi mần chuyện này á. Mợ, đừng giận cậu ba tội nghiệp nha mợ. Cớ chi chị lại binh vực cho anh ta như vậy chứ? Tôi không nhìn sai người đâu. Anh ta nhất định không phải là người chân chánh. Dọn cơm xuống đi. Dạ, thôi mợ không ăn, để tôi bưng đi. Chào cậu. Chị ba. Đưa mâm cơm cho tôi. Dạ. Chị ra ngoài đi. Dạ, tôi xin phép. Chị ba à, nào giờ sức khỏe chị đã không được tốt, nay chị bỏ ăn như vậy càng hại hơn nữa đó. Ít nhiều gì á chị cũng phải ăn vài ba miếng đi, chớ nhìn đói miết sẽ đổ bệnh đó. Chú Tư, chú vẫn còn quan tâm tới tôi sao? Cảm ơn chú. Tôi biết tự lo cho bản thân của mình, không dám phiền tới ai hết. Chị ba, chuyện vợ chồng của chị á, lẽ ra tôi không nên xen vô, nhưng tôi không đành lòng đứng nhìn chị với anh ba xung khắc nhau lung như vậy. Phận làm em, tôi không dám chỉ bảo chi. Tôi khuyên chị, chị đừng có nên cố chấp nữa. Tánh của anh ba rất nóng nảy, với lại từ trước giờ trong nhà này không ai dám làm trái ý ảnh. Nếu chị làm cho anh ba bực mình, rủi anh không kiềm chế được thì cực thân cho chị đó.